Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 58. Cửu thiên thập địa, tứ hải bát hoang, hàng ngàn vạn ngôi sao, cuối cùng cũng sẽ tùy ý cho chúng ta tung hoành. Tô Thương nói thêm một câu, khí thế hào hùng. Vâng. Quách Ý kích động gật đầu, ánh mắt nhìn Tô Thương tràn đầy kính sợ. Cậu và Nam Cung Ngự cứ ở lại đây đi, tôi đi tìm Lý Nguyệt, nửa năm rồi không gặp tôi cũng lơ là với cô ấy quá, trước khi linh khí khôi phục lại, quả thật cũng nên quan tâm cô ấy nhiều hơn. Tô Thương mỉm cười, sau đó thân ảnh lóe lên, rất nhanh đã biến mất ngay tại chỗ. Kính chào cậu chủ. Quách Ý khom lưng chắp tay lại cho đến khi Tô Thương rời đi rồi mới đứng dậy mang theo Nam Cung Ngự rời khỏi nơi đó. Con mẹ nó chứ. Không ngờ vẫn để bọn họ nhìn ra, đêm nay mình vậy mà ở trước mặt sư đệ bị Tô Thương đánh cho tơi bời, thật mất mặt mà. Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, thì Bạch Khởi mặc một bộ đồ tây, dần dần hiện ra. Bạch Khởi lúc này vừa thay một bộ đồ tây sạch sẽ, chỉnh tề, hiển nhiên là trong vòng tay chứa đồ của anh ấy đã chuẩn bị sẵn mấy bộ rồi. Lúc này, sắc mặt Bạch Khởi vô cùng khó coi, vô cùng xấu hổ. Anh ấy nhớ lại hình ảnh bị Tô Thương chà đạp, trong lòng liền dâng lên cảm giác nhục nhã muôn phần. Xấu hổ. Quá xấu hổ rồi. Bạch Khởi nghiến răng nghiến lợi, sau khi suy nghĩ một hồi thì bỗng nhiên anh ấy nhớ ra chuyện gì, khóe miệng liền nhếch lên cười. Tô Thương, tên nhóc phách lối, tôi nhận thua rồi mà còn bám lấy đánh tôi không tha, đêm nay không chơi cậu một vố thì cậu sợ là sẽ không biết đến sự lợi hại của Bạch Khởi tôi nhỉ. Bạch Khởi mỉm cười nói, theo như tôi biết có ba tên rác rưởi ngoại vực đã đến Giang Bắc rồi. Thực lực ba tên đó cũng không tệ, đặc biệt trong đó có một tên gọi là Thanh Hải, âm thầm che giấu thực lực, sau khi đến trái đất rồi thì vẫn giữ được cảnh giới hóa thần. Bạch Khởi cười nham hiểm nói, Tô Thương, cậu ở núi Cửu Sơn nhặt nhạnh được chỗ tốt, hại cho tên Phong Khê thiếu gia kia thê thảm, nếu như tôi đem vị trí của cậu tiết lộ cho anh ta biết. Thì chắc chắn Phong Khê thiếu gia sẽ đem người đến tính sổ với cậu, đến lúc đó thì cậu chắc sẽ được nếm mùi đau khổ. Suy nghĩ đến đây, Bạch Khởi liền nhếch miệng lên cười, dường như anh ấy đã tưởng tượng ra được cảnh Tô Thương bị treo lên đánh rồi. Ngay sau đó, thân ảnh của Bạch Khởi lóe lên rồi biến mất, anh ấy chính là đi tìm đám người Phong Khê thiếu gia. Là một trong những người chuẩn tiên đế của trái đất, Bạch Khởi đã đến Giang Bắc mấy ngày rồi. Đương nhiên biết ba người Phong Khê thiếu gia đang ở đâu, cho nên tìm được bọn họ cũng không có gì khó. Theo như Bạch Khởi thấy thì ba người Phong Khê thiếu gia, thực lực cũng không tính là yếu, đối phó với Tô Thương cũng dễ như trở bàn tay. Mặc dù Tô Thương có tháp hư không và chìa khóa đông phủ, nhưng cảnh giới của bản thân lại thấp, cho nên không thể phát huy hết được sức mạnh thật sự của hai chí bảo kia, thậm chí một phần ngàn cũng không phát huy nổi. Cũng chính là nói. Tô Thương chắc chắn sẽ bị thua tơi tả, đến lúc đó xem như mình cũng chút được cơn giận rồi. Nhưng mà, bất kể nói thế nào thì Tô Thương chính là chìa khóa để khôi phục lại linh khí, chắc chắn không thể để anh ấy chết được. Điểm này, Bạch Khởi đương nhiên sẽ lưu ý, anh ấy cũng sẽ có chừng mực, anh ấy sẽ âm thầm quan sát, ngay thời khắc quan trọng thì lại ra tay cứu mạng Tô Thương. Giờ này phút này, ở một khách sạn nào đó ở Giang Bắc, Phong Khê thiếu gia, Thự Công, Thanh Hải, ba người đã thay áo quần của những người bình thường, ẩn trốn ở đây. Loài người của trái đất thật thông minh, mặc dù hệ thống tu luyện rất dở, nhưng cuộc sống của người bình thường thực sự quá tốt, quá thuận tiện. Thự Công mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, vừa nghịch điện thoại, vừa nói, muốn ăn cái gì, chỉ cần ngồi ở nhà order, nửa tiếng sau đã giao tới, muốn cái gì, lên mạng đều có thể mua, lại còn có người giao đến tận cửa. Ra cửa cũng không cần phương tiện giao thông gì, đặt một cái thì có xe chuyên dụng đến đón, quá thuận tiện rồi, tôi thích trái đất rồi đấy. Thự Công thực tình cười nói. Đúng vậy nha. Thanh Hải cũng vô cùng xúc động và khen ngợi nói, trí tuệ của người trên trái đất không thua gì người ngoại vực chúng ta, họ giỏi tư duy, điều này thật đáng khâm phục. Đặc biệt là cái thứ đồ điện thoại này, tôi nguyện ý gọi nó là phát minh vĩ đại nhất, nó có tất cả các công năng. Vượt xa các chỉ bảo đỉnh cấp của ngoại vực chúng ta, thật là thần kỳ. Thanh Hải cười đùa nói, nếu như đem cái điện thoại này tới ngoại vực, e rằng mấy cao thủ cấp bậc chuẩn tiên đế kia cũng sẽ lấy chí bảo hoặc dược liệu lâu năm ra mà trao đổi.
Sao tôi lại không nghĩ tới chứ, đây đúng là một vụ làm ăn lớn nha. Thự công hưng phấn rồi, anh ta kích động nói, lần này rời khỏi trái đất, tôi nhất định sẽ mua một lô điện thoại đem về ngoại vực bán, he he, nói không chừng tôi sẽ giàu to đấy. Đừng mơ nữa. Phong Khê thiếu gia bên cạnh đến trái đất sớm nhất, cho nên cũng biết nhiều hơn so với hai người này, anh ta khẽ cười nói, điện thoại muốn sử dụng được như bình thường thì cần phải có mạng điện thoại nữa. Điện thì cũng dễ nói rồi, chỉ cần dùng thuật pháp hệ xét thì có thể sạc điện được rồi, nhưng mạng thì khó làm nha. Phong Khê thiếu gia cười nói, ngoại vực không có trạm phát mạng di động, không có tín hiệu di động, không có mạng, đến ngoại vực rồi thì điện thoại cũng chỉ là một cục gạch mà thôi, không có dùng được. Cũng đúng. Thự công như bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, sau đó lại nghịch điện thoại tiếp, con mắt không rời khỏi màn hình điện thoại được. Thự công, anh đang xem gì vậy, sao mà say mê vậy? Phong Khê thiếu gia thuận miệng hỏi. Lướt TikTok. Thự công dùng ngón tay của mình lướt lướt, dáng vẻ cạch cớm, hai mắt sáng rực lên, phần mềm này thật tốt, tôi chỉ nhấn like mấy anh chàng cơ bắp mà nó đã tự động giới thiệu cho tôi thêm mấy video mấy anh chàng cơ bắp cuồn cuộn, nhìn thật đã mắt mà, thoải mái ghê. Vừa nói, thự công còn không quên dùng tay chạm vào màn hình, điên cuồng nhấn like cho chủ top TikTok đó, đồng thời nói, tôi thích nhất là cái tên nhảy múa có thể hình cân đối khỏe đẹp này, còn thành thục nữa, đáng tiếc anh ta kết hôn rồi, có vợ rồi, nếu không thật sự muốn bắt anh ta tới đây để anh ta nhảy múa trước mặt tôi ghê. Ít xem mấy loại video này chút đi, không có gì tốt cả, coi như nghiện luôn đó, Phong Khê thiếu gia cười nói. Ồ, sao nào? Ánh mắt thự công nhìn sang Phong Khê thiếu gia, liếc mắt đưa tình nói, Phong Khê, anh ghen rồi sao? Tôi ghen gì chứ, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, trên đó toàn lừa đảo thôi. Phong Khê thiếu gia giọng điệu bình thản đáp lại, sau đó nói, được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, chúng ta bàn bạc một chút, làm sao để đối phó với chuyện linh khí khôi phục đi. Phong Khê thiếu gia. Thanh Hải nghe vậy, khẽ cười nói, anh là người có thực lực mạnh nhất trong ba người chúng ta ở đây, anh cứ sắp xếp đi là được, chúng tôi đều nghe theo anh cả. Đúng, Phong Khê, cậu chủ không có ở đây, tôi chỉ nghe lời của anh thôi. Thự công nháy mắt quyến rũ nói. Nếu đã như vậy thì tôi không từ chối nữa. Phong Khê thiếu gia gật đầu nói, liên quan đến chuyện linh khí khôi phục, tôi chỉ có một yêu cầu, đó chính là trước tiên không nên ngăn cản lại. Có lẽ hai người không biết, lúc linh khí khôi phục lại thì pháp lực của trận pháp bảo vệ trái đất sẽ yếu đi, lúc này, chính là thời cơ mà cậu chủ Viêm Long Tiên Đế sẽ đến trái đất. Phong Khê thiếu gia nói tiếp, cho nên tôi muốn để linh khí hồi phục lại được khởi động, tạo thuận lợi cho Viêm Long Tiên Đế. Đương nhiên, chúng ta đều biết không thể trơ mắt nhìn linh khí khôi phục thành công được, đợi sau khi Viêm Long Tiên Đế bước tới bước kia rồi thì chúng ta mới ra mặt ngăn lại. Phong Khê thiếu gia lại nói, chờ đến khi Viêm Long Tiên Đế thật sự đặt chân đến trái đất rồi thì chúng ta coi như đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, Viêm Long Tiên Đế chắc chắn sẽ ban thưởng cho chúng ta. Được, đều nghe theo sự sắp xếp của anh. Thanh Hải đứng ra tán đồng trước tiên, thự công bên cạnh cũng không có ý kiến. Nhưng mà, Phong Khê thiếu gia thấy vậy, liền thay đổi giọng nói, trước đó tôi hy vọng hai người giúp tôi giết chết một người. Là Tô Thương nhỉ? Thự công cười nói, Phong Khê, anh yên tâm đi, tên nhóc kia lợi dụng lúc người ta gặp nạn, không đủ gây sợ, nếu như gặp được anh ta, tôi nhất định sẽ rút gân lột da anh ta ra để trút giận cho anh. Được, như vậy thì nhờ hai người rồi. Phong Khê thiếu gia nghiêm túc nói, tên nhóc đó có chút dị thường, đến lúc đó chúng ta cùng ra tay. Linh khí khôi phục là chuyện của hai ngày sau, chắc hẳn Tô Thương cũng đã đến Giang Bắc rồi. Chúng ta ra ngoài xem, tranh thủ trước khi linh khí khôi phục lại đi giết chết anh ta trước. Phong Khê thiếu gia nói tiếp, tôi nghe nói Tô Thương chính là chìa khóa để khởi động linh khí khôi phục lại, chỉ cần chúng ta giết anh ta rồi thì cũng có thể làm giảm đi xác suất linh khí khôi phục thành công. Vâng, Thanh Hải và Thự Công cùng đồng thanh đáp lại. Lúc này, Bạch Khởi mặc một bộ đồ tây đã đến bên ngoài khách sạn, anh ấy đã che giấu đi khí tức của mình. Dựa vào cảnh giới của anh ấy, đương nhiên có thể đùa giỡn ba người Phong Khê thiếu gia trong lòng bàn tay, cuộc nói chuyện của ba người đó Bạch Khởi đều đã nghe rõ hết từng lời. Tô Thương à Tô Thương, cậu đúng là người không ai ưa mà,
tôi còn chưa xúi dục thì người ta đã bàn bạc cách giết cậu rồi. Bạch Khởi nở một nụ cười nham hiểm, sau đó thầm nghĩ, bây giờ mình chỉ cần đem hành tung của Tô Thương báo cho bọn họ biết, vậy thì mình chỉ cần chờ xem kịch hay là được rồi. Nhưng mà, phải làm sao báo thì bọn họ mới không nghi ngờ đây, khó nghĩ quá. Bạch Khởi suy nghĩ một hồi, thì bỗng nhiên nghĩ ra một cách. Thời gian trước, mình từng qua hình dáng của Viêm Long Tiên Đế, mình có thể dùng thân phận của Viêm Long Tiên Đế, giả truyền hạ mệnh lệnh, báo cho bọn họ biết vị trí của Tô Thương, và sai bọn họ đi giết Tô Thương. Dựa vào thực lực của mấy người bọn họ, thì không thể nhìn ra khả năng ngụy trang của mình, chắc sẽ không nghi ngờ đâu. Nghĩ đến đây, Bạch Khởi nhếch miệng lên, sau đó hai tay bấm quyết, linh khí bao phủ toàn thân. Bù! Khoảnh khắc tiếp theo, bên ngoài khách sạn, bầu trời và trái đất đang thay đổi, bầu trời ban đầu đầy sao nhưng ngay lập tức bị mây đen bao phủ. Ngay sau đó, một hư ảnh lớn lờ mờ hiện ra trong đám mây đen, nếu nhìn kỹ, có vẻ như có một khuôn mặt trong đám mây đen. Chuyện gì xảy ra vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ba người Phong Khê thiếu gia đang nói chuyện thì cảm nhận được động tĩnh ở bên ngoài, lập tức đẩy cửa sổ ra, nhìn ra phía bên ngoài. Cậu chủ, là hình ảnh của cậu chủ. Trong đám mây đen vậy mà lại là khuôn mặt của cậu chủ, còn nữa, trong đó còn tản ra uy áp vô cùng khủng bố, chắc chắn là cậu chủ rồi. Thự Công và Thanh Hải không hề nghi ngờ vội vàng quỳ một chân xuống đất, cung kính nói kính chào cậu chủ. Trong bóng tối, Bạch Khởi thao túng bóng ma giữa không trung, khẽ gật đầu, sau đó truyền âm nói, mọi người, đứng lên đi. Cảm ơn cậu chủ, Thự Công và Thanh Hải đứng dậy, một mực cung kính đứng sang một bên. Phong Khê, nhìn thấy bản đế, cậu còn chưa chịu hành lễ. Bạch Khởi lạnh lùng nói, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ chỉ là quá kích động, trong chốc lát chưa phản ứng kịp. Phong Khê thiếu gia vội vàng quỳ xuống. Cung kính nói, thuộc hạ Phong Khê kính chào cậu chủ. Cậu chủ, anh không phải nói lúc linh khí khôi phục, trận pháp bảo vệ trái đất yếu đi, đến lúc đó anh mới tới trái đất sao, tại sao bây giờ lại ở đây? Phong Khê thiếu gia thoáng chút nghi ngờ nói. Sao nào, bản đế làm việc, còn cần báo cáo với cậu sao? Không không không, thuộc hạ chỉ là... Hừ! Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng. Ngắt lời nói, bản đế quả thực cần đến lúc linh khí khôi phục mới đến trái đất, bây giờ chỉ là đang sử dụng lực linh hồn mà thôi. Lực linh hồn này thời gian có hạn, bản đế không muốn nói nhảm nhiều. Bạch Khởi nói tiếp, bản đế sở dĩ dùng lực linh hồn xuống đây là vì có một nhiệm vụ cần giao cho mấy người. Gần đây cái tên Tô Thương thanh danh vang dội, đã đến Giang Bắc rồi, anh ta phải chết, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi. Bạch Khởi khống chế hư ảnh ở giữa không trung, thản nhiên nói, địa điểm tôi đã truyền vào đầu của mọi người rồi, đêm nay phải giết được anh ta. Còn một chuyện nữa, trước khi giết chết anh ta, phải tra tấn anh ta một trận, tôi muốn anh ta phải khổ sở chết đi sống lại. Sau khi nói xong, Bạch Khởi đồng ý niệm một cái, hư ảnh giữa không trung liền tan biến mất, đồng thời mây đen cũng tiên tán theo, bầu đêm đầy sao lại được khôi phục lại như cũ. Đối với người thường mà nói, đâu chỉ là đột nhiên thay đổi thời tiết mà thôi, hoàn toàn không gây nên chấn động gì cả, những người dân ở Giang Bắc vẫn tiếp tục hưởng thụ cuộc sống về đêm. Người bình thường không phát hiện ra được nhưng có một số người tu chân mạnh lại cảm nhận được dị dạng. Trời hiện ra dị tượng, linh khí khôi phục sắp bắt đầu rồi sao? Khí tức thật mạnh, uy thế như vậy, chắc hẳn đã vượt qua Nguyên Anh rồi, chắc không phải là cấp bậc hóa thần kia chứ? Bậy rồi, sức mạnh kinh thiên động địa như vậy, nếu là do con người tạo ra, thì còn hơn cả hóa thần. 2. Linh khí khôi phục sắp bắt đầu, thiên hạ đại loạn, cũng không biết có thể thành công không. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao lên suy đoán. Mà kẻ đầu tiêu Bạch Khởi, đã thu lại thần thông của mình, ẩn nấp trong bóng tối chờ xem kịch hay. Lúc này ở trong khách sạn, Phong Khê thiếu gia, Thự Công, Thanh Hải. Ba cười đang khom lưng ôm quyền, cung tiễn hư ảnh của Viêm Long Tiên Đế. Ngay sau đó, Thanh Hải lên tiếng đầu tiên, nói, Phong Khê thiếu gia, Viêm Long Tiên Đế đến thật đúng lúc, đi thôi, chúng ta đi giết Tô Thương. Đợi chút, Phong Khê thiếu gia thoáng chút nghi ngờ, nhíu mày nói, tôi cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc.
Từ nơi cách xa ngàn vạn dặm, phân thân ra như vậy thì phải tiêu hao tinh lực rất lớn. Phong Khê thiếu gia nói tiếp, cậu chủ hoàn toàn có thể dùng đá thông linh để truyền tin tức cho chúng ta, tại sao lại chọn cách này chứ? Đương nhiên là tốc độ nhanh hơn rồi. Thanh Hải nói, dựa vào thực lực của cậu chủ, trong nháy mắt có thể dùng lực linh hồn để xuống đây rồi, nhưng nếu dùng đá thông linh thì cần phải có chút thời gian để liên thông. Bởi vậy, có thể thấy được, cậu chủ muốn giết chết Tô Thương cỡ nào, Phong Khê thiếu gia, chúng ta không thể trì hoãn thời gian được. Anh nói có lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Phong Khê thiếu gia sau khi suy nghĩ một hồi thì đề nghị nói, như vậy đi, hai người đợi tôi 2 tiếng, tôi dùng đá thông linh liên hệ với Viêm Long Tiên Đế, hỏi cho rõ chuyện này đã. Phong Khê thiếu gia, Thanh Hải phản đối nói, tuyệt đối không thể, cậu chủ sở sĩ tiêu hao tâm thức là muốn tiết kiệm thời gian, kết quả lại bị anh lãng phí thời gian như vậy. Nếu như chọc cho cậu chủ không vui rồi, thì không chỉ là anh mà bọn tôi cũng phải ăn quả đắng theo. Thanh Hải nhắc nhở nói. Không sai. Thự công cũng bấm ngón tay hình hoa lan, khẽ cười nói, Phong Khê, dù sao anh cũng muốn giết Tô Thương, chúng ta đi qua xem một chút cũng không thiệt gì. Giang Bắc bây giờ, ba chúng ta hợp lực lại với nhau hoàn toàn có thể đánh bại bất cứ ai. Thự công nói tiếp, nếu như Tô Thương không ở trong tiệm lẩu kia thì cũng không sao, chúng ta có thể ăn thử đồ ăn ngon của trái đất. Tôi nghe nói người trái đất thích ăn lẩu lắm, hương vị tê cay nơi đầu lưỡi, hòa quyện với các hương vị trong món ăn, một nồi lẩu chiếm được cả thiên hạ, tôi ngược lại cũng rất muốn ăn đó. Phong Khê thiếu gia nghe vậy, cũng suy nghĩ kỹ một lượt nữa, cuối cùng mới gật đầu. Quả thực, Viêm Long Tiên Đế vừa mới hạ lệnh, mình lại dùng đá thông linh để hỏi lại, rõ ràng là vẽ vời cho thêm chuyện mà. Nếu như vì vậy mà làm lỡ đi thời cơ tốt nhất để giết chết Tô Thương, để cho Tô Thương chạy thoát thì ắt hẳn sẽ chọc cho Viêm Long Tiên Đế nổi giận lôi đình, đây đúng là một hành động ngu xuẩn mà. Hơn nữa như anh ta thấy thì trái đất cũng không có cao thủ gì, chỉ cần ba người họ không lục đục thì có thể quét sạch chúng sinh trong thiên hạ rồi. Mấy người nói có lý, vậy chúng ta mau đi đi, nếu như Tô Thương thật sự ở đó thì đêm nay chính là thời điểm chết của anh ta. Phong Khê thiếu gia hạ quyết tâm. Sau đó lập tức dẫn theo Thự Công và Thanh Hải rời khỏi khách sạn. Giờ này phút này, ở trong tiệm lẩu, Tô Thương sớm đã đến tiệm lẩu rồi, đang cùng thưởng thức đồ ăn ngon với Lý Nguyệt, Trương Thanh Thủy. Mùi vị của tiệm lẩu này ngon quá đi, cảm giác như ăn cả đời cũng không đủ. Lý Nguyệt vừa gắp một miếng thịt dê vừa thưởng thức ngon lành, ngược lại tò mò hỏi, đúng rồi Tô Thương, lúc này anh từ toilet ra đã rửa tay chưa đó? Chưa. Tô Thương cùng với Bạch Khởi mặc đồ tây rời đi, lấy cớ là đi toilet, cho nên Lý Nguyệt mới như vậy. Nghe Tô Thương trả lời như vậy, Lý Nguyệt liền lùi người lại, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói, anh mất vệ sinh quá, đi toilet xong phải rửa tay, chuyện này đứa con nít còn biết, anh nhanh đi rửa tay đi. Vậy thì sao chứ? Tô Thương ngang ngược nói, anh không tiểu lên tay, có rửa hay không thì có quan hệ gì? Vậy thì cũng phải rửa. Lý Nguyệt trừng mắt nhìn Tô Thương, sau đó nhỏ giọng thì thầm nói, đừng cho là em không biết, con trai các anh đi vệ sinh thì phải dùng tay vịn. Cái thứ đó bẩn chết đi được, toàn là vi khuẩn, anh dùng tay vịn, vậy thì chắc chắn sẽ không sạch rồi. Lý Nguyệt thúc giục lần nữa, nhanh đi rửa đi, nếu không thì em không thấy tiện khi ăn cùng anh, em cứ nghĩ tới là không nuốt nổi. Tô Thương lập tức đen sầm mặt, em nghe ai nói đàn ông đi toilet phải vịn. Vợ à, em chắc không nhìn lén anh đó chứ? Không có. Lý Nguyệt vội vàng nói, em mới không thèm nhìn mấy cảnh tượng đáng tởm đó, em chỉ là ở trên BBC, nghe người ta nói thôi NO, vậy em hiểu chưa toàn diện rồi, người bình thường dùng tay vịn, thì công năng ít nhiều cũng có chút vấn đề. Tô Thương mỉm cười nói, cái gì mà mấy loại đi tiểu nhiều lần, buồn tè. Tè không hết, công năng không được chỉ sợ tè ra quần nên mới dùng tay vịn. Nhưng anh thì không giống như vậy, công năng của anh, thật là kim cương không hư được, cho nên không tồn tại tình huống đó, em yên tâm đi. Tô Thương vừa đưa bàn tay mình tới dưới mũi của Lý Nguyệt vừa nói, không tin thì em ngửi thử đi, có mùi không, thực tế là nghiệm chứng chân lý tiêu chuẩn nhất. Phi, anh nhanh đưa cái tay thúi của anh ra đi, buồn nôn chết đi được. Lý Nguyệt vội vàng đẩy tay Tô Thương ra,
sau đó nói, trên tay anh không có mùi, được chưa hả? Ha ha, Tô Thương thấy vậy, mỉm cười, nhìn dáng vẻ vợ mình như vậy thật sự còn đáng yêu hơn so với lúc trước mấy phần nữa. Khụ. Lúc này, Trương Thanh Thủy thoáng chút ngượng ngùng, không nhịn được ho khan một tiếng, cái đó, các người có phải quên mất sự tồn tại của tôi rồi không? Liếc mắt đưa tình cũng phải nhìn tình huống chứ, tôi đang FA đó, nhìn thấy dáng vẻ của mấy người, sẽ không cảm thấy ngượng ngùng sao hả? Lời này vừa nói ra thì Lý Nguyệt liền đỏ bừng cả mặt, cô ấy cũng ý thức được có chút không thỏa đáng cho lắm. Ba người cùng ăn lẩu, quả thực hết sức khó xử, bầu không khí có chút không đúng, ai cũng không mở miệng nói nữa. Trương Thanh Thủy ở bên cạnh, Tô Thương cũng không muốn nói mấy lời trêu ghẹo nữa, luôn có cảm giác không tự nhiên. Vừa rồi ở phía nam đột nhiên mây đen giăng kín bầu trời, sao mình cảm nhận được bên trong đó có khí tức của Bạch Khởi nhỉ? Lúc này, Tô Thương chợt nhớ tới chuyện chính, bắt đầu thầm suy đoán, lẽ nào Bạch Khởi đã tiến vào động phủ thần bí ở núi Đông Sơn rồi? Không đúng, Đông Sơn không phải ở hướng đó, vậy rốt cuộc Bạch Khởi đã làm gì vậy? Tại sao lại phóng ra lực linh hồn mạnh như vậy? Anh ấy ẩn núp ở giữa không trung, người thường không phát hiện được anh ấy có ý đồ gì? Bỗng nhiên, Tô Thương dường như nghĩ ra chuyện gì? Thầm nói, chẳng lẽ Bạch Khởi lại dùng cách này để tìm đến các cao thủ của ngoại vực? Ắt hẳn là vậy rồi, chắc chắn Bạch Khởi dự định trước khi linh khí khôi phục lại thì giải quyết sạch đám người kia. Tô Thương nhìn không được, khâm phục nói, đây mới đúng là chuẩn tiên đế của trái đất, có trách nhiệm, coi trách nhiệm của thiên hạ là trách nhiệm của mình, lo lắng trước cái lo của thiên hạ, thật khiến cho người khác kính nể. Tô Thương cảm thấy mình đoán đúng rồi, cho nên vô cùng tôn sùng Bạch Khởi. Hừ. Nhưng sau một lúc, biểu cảm của Tô Thương đã thay đổi rồi, anh khẽ nhíu mày nhìn ở cửa vào của tiệm lẩu, trong ánh mắt lóe lên tia nhìn sắc bén. Có người tới rồi. Ba tên cao thủ cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Ba người này không nghi ngờ gì chắc chắn chính là Phong Khê Thiếu Gia, Thự cùng với Thanh Hải. Trong đó, Tô Thương vô cùng quen thuộc với Phong Khê Thiếu Gia, lúc trước từng chạm mặt ở núi Cửu Phong, còn giao đấu với nhau nữa. Sau cùng bị đối phương dùng chỉ bảo làm phát nổ rồi trốn thoát. Về phần Thự Công, mặc dù Tô Thương chưa từng chạm mặt nhưng cùng là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong với Phong Khê Thiếu Gia, chắc chắn cũng là cao thủ ngoại vực. Uy thế trên người của Thự Công so với Phong Khê Thiếu Gia có kém một chút, nhưng cũng thuộc hàng cao thủ đỉnh cấp. Mà tên Thanh Hải bên cạnh, nhìn thì bình thường không có gì đặc biệt, cũng không thấy gì sáng chói. Nhưng người này lại khiến cho Tô Thương có cảm giác bất an, đem đến cho Tô Thương cảm giác nguy hiểm cực lớn, ắt hẳn là một tên khủng bố rồi. Ba người này cùng xuất hiện, Tô Thương trong nháy mắt đã bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có chút chủ quan nào. Tô Thương, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Lúc này, Phong Khê Thiếu Gia dẫn theo Thự Công, Thanh Hải bước nhanh tới trước mặt Tô Thương, híp mặt lại cười nói, lần tạm biệt trước, tôi vô cùng nhớ anh đấy. Phong Khê. Tô Thương đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt đối phương, khẽ cười nói, lần trước anh chạy nhanh đấy, tôi còn chưa kịp chào tạm biệt anh đàng hoàng thì đã không thấy người đâu cả rồi. Lần này anh tới đây có phải có ý định hít thở không khí trái đất không? Ha ha. Phong Khê Thiếu Gia hoàn toàn không vội vàng ra tay, mà lại nói, trái đất tài nguyên phong phú, tôi còn chưa ở lại đủ, lần này tôi tới là để tiễn anh đi. Tô Thương. Ba người này là bạn anh sao? Lý Nguyệt cũng đứng dậy cười hỏi. Tô Thương lắc đầu, sau đó nói, Lý Nguyệt, không phải việc của em ngồi ăn lẩu đi, cứ để anh xử lý. Phong Khê, mục tiêu của anh là tôi, đi ra ngoài đi, đừng làm bị thương người vô tội. Tô Thương nhìn chăm chú Phong Khê Thiếu Gia, lạnh lùng nói. Nếu như anh đáp ứng thì có lẽ tôi còn nhẹ tay chút, nếu không, tôi sẽ khiến anh chết không toàn thây. Cái gì? Phong Khê Thiếu Gia nhìn thẳng mặt Tô Thương, mặt trầm như nước nói, e rằng anh còn chưa có thực lực đó đâu. Lần trước ở núi Cửu Phong, là do anh may mắn mà thôi, bây giờ tôi dùng toàn lực để ứng phó lại có thêm hai người bạn hỗ trợ thì anh lấy cái gì mà đánh được tôi chứ? Phong Khê Thiếu Gia cười nhạo nói, lúc này anh vậy mà còn dám uy hiếp tôi, ha ha, mạnh miệng quá đấy. Phách lối cái gì? Tô Thương khoanh tay lại. Không hề sợ hãi nói, đám mây đen giữa không trung lúc nãy, ắt hẳn anh đã nhìn thấy rồi nhỉ.
Dựa vào cảnh giới của anh, ắt hẳn cũng cảm nhận được, trong đám mây đen đó tồn tại một vị khủng bố. Tô Thương không muốn ra tay nơi đông người, tránh làm bị thương người vô tội, cho nên mới lôi Bạch Khởi ra, uy hiếp nói thực cho anh biết, tôi có quen với vị đại khủng bố đó. Anh ấy là một cao thủ siêu mạnh, cảnh giới vượt xa anh nhiều, thậm chí còn vượt xa cả cảnh giới lớn nhất của mấy anh nữa. Tô Thương nói tiếp, tôi rất thân với anh ấy đang ở Giang Bắc, lúc nãy vừa phóng ra thần thức là để tìm cao thủ ngoại vực các anh, muốn nhổ cỏ tận gốc mấy anh. Nếu như tôi là anh, tôi nhất định sẽ mang người mà rời đi, tránh đi một nơi thật xa, từ đó cũng không dám đặt chân tới Giang Bắc nửa bước nữa. Tô Thương khẽ cười nói, chắc chắn vị cao thủ trái đất kia đang lập tức tới đây, Phong Khê thiếu gia, các anh còn có thời gian để chạy trốn đó. Nếu như sử dụng hết át chủ bài của mình thì Tô Thương có thể nắm chắc sẽ giết chết được Phong Khê thiếu gia và Thự Công với cái giá là mình sẽ bị thương nặng. Về phần Thanh Hải, trong lòng Tô Thương có chút lo lắng, cũng không biết đối phương thực lực thâm sâu thế nào. Nhưng chắc hẳn nếu như mình muốn chạy trốn thì đối phương chắc cũng sẽ không đuổi kịp. Nhưng mà, linh khí khôi phục sắp bắt đầu, Tô Thương không muốn mình chật vật quá mức, sẽ ảnh hưởng đến chuyện lớn. Lại thêm Bạch Khởi chuẩn tiên đế đã tới Giang Bắc, hoàn toàn có thể để anh ấy ra tay, nhẹ nhàng giải quyết sạch sẽ ba tên Phong Khê thiếu gia, thì mình hà tất phải trả cái giá lớn cho chuyện này chứ. Còn một điểm nữa, cũng là điểm quan trọng, đó chính là Phong Khê thiếu gia bây giờ vẫn chưa thể chết. Theo như Xích Hồng Nguyệt nói thì Phong Khê thiếu gia chính là chìa khóa để Viêm Long tiên đế đến trái đất. Nếu như bây giờ Phong Khê thiếu gia chết rồi thì Viêm Long tiên đế sao có thể đến trái đất được chứ? Viêm Long tiên đế không đến thì Tô Thương ở núi Cửu Phong bày binh bố trận há chẳng phải là không công rồi sao? Tô Thương còn đang mong chờ cơ hội lần này để giam giữ Viêm Long tiên đế ở trái đất nữa. Cho nên, Tô Thương mới dùng khí tức ở giữa không trung lúc nãy để uy hiếp Phong Khê thiếu gia. Ha ha ha! Nhưng ai mà ngờ, Phong Khê thiếu gia nghe vậy thì lại bật cười lớn, sau đó lại lạnh giọng nói, Tô Thương, anh thật biết lừa gạt đó. Lần trước ở núi Cửu Phong, anh làm ngư ông đắc lợi, khiến tôi chịu lỗ trong tay anh. Lần này, anh lại muốn dùng hư ảnh của Viêm Long tiên đế để hù dọa tôi, rất tốt nha. Phong Khê thiếu gia tức giận cười nói, anh xem tôi là tên ngốc sao? Hư ảnh của Viêm Long tiên đế sao? Tô Thương khẽ cau mày nói, anh nói là khí tức trong đám mây đen lúc trước là đến từ Viêm Long tiên đế ở ngoại vựa Cửu Thiên sao? Không sai. Còn chưa đợi Phong Khê thiếu gia đáp lại, Thanh Hải ở bên cạnh đã nói, Tô Thương, anh đừng có mà lãng phí nước miếng nữa. Chúng tôi đương nhiên có cảm nhận được khí tức trong đám mây đen kia, thậm chí, chúng ta còn gặp được Viêm Long tiên đế nữa. Thanh Hải nói tiếp, lần này anh ấy không tiếc tiêu hao tinh lực, bỏ ra lực linh hồn, chính là sai chúng ta giết chết anh. Thanh Hải nói không sai. Phong Khê thiếu gia nhìn Tô Thương, cười đùa nói, cũng không biết anh làm sao lại đắc tội với Viêm Long tiên đế. Anh ấy không chỉ muốn giết chết anh mà còn căn dặn chúng tôi trước khi giết anh phải tra tấn anh cho thật ác liệt. Ha ha ha, anh chịu thua đi. Lúc trước Phong Khê thiếu gia đối với chuyện hư ảnh còn có chút nghi ngờ, nhưng giờ phút này nhìn thấy Tô Thương thật sự đang ngồi ăn lẩu thì tin tưởng không nghi ngờ gì nữa. Viêm Long tiên đế. Không đúng, đó rõ ràng là. Tô Thương mặt tràn đầy nghi ngờ, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ, mặt đen lại, không tự chủ được chửi bậy một câu. Anh cũng không ngốc, đương nhiên đã nghĩ ra là chuyện gì rồi. Chính mình lúc trước đánh tơi bời Bạch Khởi, chắc chắn là Bạch Khởi giở trò quỷ, cố ý dẫn dụ ba người Phong Khê thiếu gia tới đây để báo thù mình. Quá ác rồi. Đường đường là chuẩn tiên đế của trái đất, sự tồn tại bá đạo như vậy, vậy mà bụng dạ lại hẹp hòi, thật là đáng giận mà. Tô Thương, bớt giận đi. Lúc này, Lý Nguyệt đứng lên hòa giải nói, tất cả mọi người đều quen biết nhau, có gì từ từ nói, đừng cãi nhau, đừng đánh nhau. Ha ha. Phong Khê thiếu gia nhìn sang Lý Nguyệt, sau khi quan sát một lúc thì cười đùa nói, cô gái nhỏ này không tệ nha, thật là xinh đẹp mà. Phong Khê, đại ca, em xưng hô như vậy, không vấn đề gì chứ, kỳ thực mọi người có gì cứ nói là được rồi. Lý Nguyệt cười nói hòa giải, mặc dù em không biết giữa các anh đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn đều là Tô Thương sai rồi, anh đừng nổi giận,
Ha ha ha, Tô Thương, người phụ nữ này của anh không tệ nha, biết điều ghê, có mắt nhìn nữa, tôi. Phong Khê thiếu gia đang nói, nhưng chính ngay lúc này, nụ cười trên mặt của Lý Nguyệt đột nhiên biến mất, sau đó lập tức ngưng tụ chân khí bao quanh thân, tấn công về phía Phong Khê thiếu gia. Ở tiệm lẩu, Lý Nguyệt đột nhiên ra tay, không tiếp tục che giấu cảnh giới của mình nữa, mà bộc phát ra thực lực võ tôn đỉnh phong, đánh Phong Khê thiếu gia không kịp trở tay. Bịch. Sau khi Phong Khê thiếu gia phản ứng không kịp, đã bay ra xa khoảng 3, 4 mét rồi. Nhưng võ tôn đỉnh phong chỉ có thể so được với kết đan đỉnh phong mà thôi, sức mạnh của Lý Nguyệt căn bản là không thể uy hiếp Phong Khê thiếu gia được. Phong Khê thiếu gia rơi bịch một cái xuống đất, nụ cười trên mặt dần biến mất, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Lý Nguyệt. Chấm hỏi. Tô Thương đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn, hai mắt nhấp nháy, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Lúc đầu anh ấy còn tưởng rằng Lý Nguyệt thật sự đang giảng hòa, muốn hóa giải mâu thuẫn. Nhưng bây giờ Tô Thương mới kịp phản ứng được, CMN, hóa ra vợ mình lại là một người rất ngầu đó nha. Trước thì cười hì hì giả vờ lấy lòng, sau đó lại trở tay dùng một chiêu hạ gục đối thủ, không vòng vo dài dòng chút nào. Không nói quá một tẹo nào, nếu Phong Khê thiếu gia chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nói không chừng khi chịu một chiêu này, bản thân chắc chắn đã bị thương nặng rồi. Đáng tiếc, thực lực của Phong Khê thiếu gia quá mạnh, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng không thể che giấu được anh ta. Thôi xong rồi, tính toán sai hết rồi, thằng cha này mạnh quá. Lý Nguyệt thấy một chiêu của mình không gây tổn thương gì cho Phong Khê thiếu gia, khuôn mặt xinh đẹp của cô bỗng căng thẳng, vội đưa Tô Thương và Trương Thanh Thủy ra sau lưng để bảo vệ, thúc giục nói, Tô Thương, ca ca, hai người mau đi đi, tên này rất lợi hại. Chắc chắn hai người sẽ không đánh lại anh ta đâu, đến cả em, cũng còn lâu mới là đối thủ của tên đó. Hai người mau chạy đi, để em ở lại ngăn anh ta, em còn có một kế hoạch khác. Lý Nguyệt nói một cách nghiêm túc. Vợ à, lúc nãy em làm tốt lắm, anh thật sự không thể ngờ đến, đúng là khiến anh ngạc nhiên quá đấy. Tô Thương khen ngợi. Đó là điều đương nhiên rồi, em đã sớm nhìn ra mấy thằng cha này đã có ác ý với anh rồi. Chắc chắn không phải người hiền lành gì, cho nên mới định ra tay với bọn chúng. Lý Nguyệt nở một nụ cười đắc ý, sau đó lại gượng cười nói, đáng tiếc, anh ta mạnh quá, em không đánh lại. Vợ ơi, em cũng rất mạnh mà. Tô Thương giả bộ rất ngạc nhiên nói, một trưởng vừa rồi của em, quả thực là khiến người khác phải khiếp sợ, chắc sẽ không đạt tới cảnh giới võ tôn đâu nhỉ. Đâu chỉ là võ tôn. Lý Nguyệt tự kiêu nói, em đã là võ tôn đỉnh phong rồi đấy, cách cảnh giới võ thánh, cũng chỉ có một bước nữa thôi. He he, bây giờ em không giả vờ nữa, em ngả bài luôn, mấy tháng nay em ở Giang Bắc đã làm rất nhiều chuyện lớn. Lý Nguyệt nói tiếp, em còn có được một biệt danh, không chỉ là nổi tiếng ở Giang Bắc, mà các tỉnh khác em cũng có rất nhiều fan, cuối cùng em cũng nổi tiếng rồi. Thật hay giả thế, biệt danh gì vậy? Tô Thương cười hỏi. Tiểu tiên nữ của Giang Bắc. Lý Nguyệt đắc ý nói, chắc chắn anh đã từng nghe qua, không ngoa khi nói, người chưa nghe qua biệt hiệu của em, không hề nhiều, Tô Thương, bây giờ em hot hơn anh nhiều rồi đó. Tiểu tiên nữ của Giang Bắc sao? Cái đó, xin lỗi nhé, anh chưa từng nghe qua. Tô Thương sờ lên mũi, không biết nên nói gì tiếp theo. Ý gì đấy, Tô Thương, anh thể hiện ra cái thái độ này. Lẽ nào anh chưa từng nghe qua biệt danh của em sao? Lý Nguyệt xị mặt hỏi. Khụ, vợ à, anh vừa trở về Giang Bắc, cũng chưa hiểu rõ chuyện xảy ra ở đây, cho nên. Tô Thương vội nói, nhưng bây giờ anh biết, em là tiểu gì cơ? Sao chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247? Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là tamlinh247.vn. Vui lòng đọc tại app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Tô Thương muốn trêu chọc cô vợ một chút, cho giả bộ không nghe rõ, rồi nhìn về phía Trương Thanh Thủy ở bên cạnh, nghi ngờ hỏi. Lý Nguyệt thấy vậy, như muốn nổ tung lên, khó khăn lắm mới ngả bài được, muốn để mọi người phải choáng váng, dựa vào biệt danh của mình, để nắm giữ Tô Thương.
nhưng kết quả là, Tô Thương lại chưa từng nghe. Khó chịu thật. Như vậy quá là khó chịu rồi đấy. Ha ha, được rồi Tô thiếu gia, cậu cũng đừng đùa Lý Nguyệt nữa, mau nghĩ xem làm sao để đối phó đi. Trương Thanh Thủy cười cười, sau đó hỏi dò, ba người này, thủ ngoại vực, Tô thiếu gia, anh có nắm chắc phần thắng không? Tô Thương còn chưa trả lời, Lý Nguyệt đã bình tĩnh lại, bèn nói, ca ca, đừng gây khó dễ cho Tô Thương nữa, anh ấy chỉ là Thiên Tông còn con thôi, sau Thiên Tông là Thần Tông, sau Thần Tông là Võ Thần Lục Địa, sau nữa mới là Võ Tôn. Đến cả tớ cũng không đối phó được với anh ta, thì sao Tô Thương có thể đối phó được chứ? Hai người tranh thủ thời gian mau chạy đi. Lý Nguyệt phóng ra toàn bộ chân khí, trong chốc lát, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng đã bao phủ toàn hiện trường. Giờ phút này, Lý Nguyệt bộc phát ra luồng khí mãnh liệt, mái tóc đen bồng bênh bay trong gió, khuôn mặt xinh xắn lạnh lùng như băng. Tiểu tiên nữ của Giang Bắc, đã ra tay thật rồi. Cha, mau nhìn đi, tóc của chị gái kia đang bay bay trong gió kìa, lợi hại thật. Tiểu tiên nữ của Giang Bắc, hóa ra cô ấy là tiểu tiên nữ của Giang Bắc, đẹp thật, rất xứng với biệt danh này đó. Thế mà mình lại được ngồi chung một nhà hàng lẩu với tiểu tiên nữ của Giang Bắc. Ha ha ha, ngày mai tiêu đề của trang đầu, chắc chắn sẽ là tiên nữ của Giang Bắc, cô đến nhà hàng lẩu của tôi để quảng cáo cho tôi sắp phát tài rồi. Chấm chấm chấm. Chuyện xảy ra ở đây, đã sớm thu hút sự chú ý của các quán lẩu bình dân. Sau khi thấy Lý Nguyệt bùng phát sức mạnh, tất cả mọi người đều phản ứng rất nhanh, họ thi nhau lấy điện thoại ra quay video, thậm chí có người còn live stream nữa. Từ đây có thể thấy rằng, sự công nhận của mọi người về tiểu tiên nữ của Giang Bắc. Như vậy khiến Lý Nguyệt cảm thấy vô cùng hài lòng, nhưng sau đó lại gượng cười. Bởi vì đối thủ lần này, không phải người bình thường, thậm chí anh ta còn mạnh hơn cô ấy rất nhiều. Ồn ào quá. Lúc này, Phong Khê thiếu gia cảm thấy những người dân này rất ồn ào, liền thể hiện ra biểu cảm bất mãn, sau đó bỗng dưng khua tay một cái. Sau lúc, liền có một luồng khí kinh khủng tua trào ra, bay thẳng về phía người dân với tốc độ rất nhanh. Đừng! Lý Nguyệt đã cảm nhận được, trong lòng rất căng thẳng. Muốn ra tay ngăn cản, nhưng căn bản cô ấy không phản ứng kịp. Bù! Nhưng chính lúc này, Tô Thương tiến lên trước một bước, vừa động não, thì tháp hư không liền xuất hiện, lập tức thu toàn bộ người dân vào trong. Đồng thời, ngón tay của Tô Thương nhanh chóng co lại, tháp hư không cũng phóng to theo, vô vàn những tia sáng bao quanh quán lẩu. Từ giờ phút này, đối với người ngoài giới mà nói, quán lẩu giống như không tồn tại nữa. Nói một cách khác, dưới tác dụng của tháp hư không, quán lẩu đã bước vào một không gian khác, không ai có thể biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, trừ khi thực lực siêu mạnh thì mới có thể nhìn ra. Tô Thương, chuyện gì xảy ra vậy, người bên trong quán lẩu đâu rồi? Lý Nguyệt lo lắng hỏi thăm. Vợ à, đừng lo, bọn họ không sao đâu, bây giờ bọn họ đã an toàn rồi. Tô Thương khẽ cười một tiếng. Thật sao? Lý Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn tháp hư không lơ lửng giữa không trung, tò mò hỏi, trận pháp nhỏ này là vũ khí của anh à, mạnh thật đấy. Tô Thương không hề giấu giếm, liền gật đầu nói, những người kia đều bị anh thu hết vào tháp hư không rồi, em cũng vào trong đó với chị Thanh Thủy đi, ba người này giao cho anh. Anh không được đâu, bọn họ vô cùng lợi hại, dựa vào thực lực của anh, chắc chắn. Khuôn mặt của Lý Nguyệt tràn đầy sự lo lắng nói. Tô Thương lại cắt ngang, nói một cách nghiêm túc, tin anh đi, từ trước đến nay anh không làm chuyện gì mà không nắm chắc phần thắng cả, anh có cách đối phó với bọn họ mà. Cái này, chấm. Lý Nguyệt trần chờ vài giây, cuối cùng cũng gật đầu nói, vậy được rồi, anh nhất định phải chú ý an toàn đấy. Tuy Lý Nguyệt không muốn lùi bước, nhưng Tô Thương đã nói như vậy rồi, nếu cô ấy không đi sẽ trở thành gánh nặng cho Tô Thương. Lý Nguyệt cảm nhận được, bản thân mình cũng như những người dân ở quán lẩu, khi đối mặt với ba người kia, căn bản là không có sức đánh trả lại. Bất thình lình đánh lén, cũng không đánh lại được bọn họ, thế thì làm sao mà đánh trực tiếp được. Cho dù Lý Nguyệt không biết cách mà Tô Thương nhắc tới là gì, nhưng cô ấy lựa chọn tin tưởng Tô Thương vô điều kiện.
anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tô Thương nở một nụ cười tự tin, sau liền thu Lý Nguyệt vào trong tháp hư không, và ánh mắt anh dừng lại trên người Trương Thanh Thủy. Tô thiếu gia, tôi tin cậu. Tô Thương còn chưa kịp mở miệng, thì Trương Thanh Thủy đã nói ra rồi. Tô Thương khẽ gật đầu, rồi thu Trương Thanh Thủy vào trong tháp hư không. Bây giờ, trong quán lẩu cũng chỉ còn lại mỗi Tô Thương và ba người bọn Phong Khê thiếu gia. Ha ha ha. Phong Khê thiếu gia thấy vậy, cười giễu cợt nói, Tô Thương, kết thúc bãi chiến trường rồi, bây giờ có thể bước vào vấn đề chính được không đây? Có sao nói vậy, Phong Khê thiếu gia, cảm ơn anh đã cho tôi thời gian, không ngăn cản tôi làm những điều này, nếu không đúng là sẽ gây thêm không ít phiền phức. Tô Thương khẽ cười nói. Không cần cảm ơn tôi cũng là người có lòng riêng đấy. Phong Khê thiếu gia chăm chú nhìn Tô Thương, lạnh lùng cười nói, ví dụ, tôi cảm thấy vợ anh cũng được đấy, tôi rất thích. Còn cô gái bên cạnh kia, tôi cũng có hứng thú, nói thật thì, tôi cũng không nỡ giết. Phong Khê thiếu gia liếc nhìn tháp hư không một cái, rồi nói tiếp, anh thu cô ấy vào tháp hư không, đúng là hợp ý tôi đấy, rất nhanh thôi tháp hư không và bọn họ đều sẽ biến thành của tôi, ha ha ha. Phong Khê, anh nói như vậy tôi lại không vui rồi đấy. Thự công đứng bên cạnh như đang ghen bất mãn nói, anh chỉ gặp hai cô gái đó đúng một lần, mà đã động lòng rồi sao? Vậy trong lòng anh thì tôi là cái gì, lẽ nào anh quên chuyện xảy ra đêm đó giữa chúng ta rồi sao? Phong Khê thiếu gia nghe thấy vậy, liền để lộ ra một biểu cảm lúng túng, không hề mở miệng đáp lại. Đêm hôm đó, bản thân anh ta uống nhiều quá. Phong Khê thiếu gia cũng không thích con trai, đương nhiên sẽ không có hứng thú gì tên thự công này. Nhưng từng có một lần, đúng là anh ta đã uống quá nhiều, nên đã bị thự công chiếm tiện nghi thành công. Ngày thứ hai Phong Khê thiếu gia tức giận, nhưng không dám thể hiện ra ngoài, dù gì thì thự công cũng có thực lực cao cường, là một trợ thủ đắc lực. Nếu trở mặt, cuộc sống của anh ta cũng không dễ dàng gì, nên Phong Khê thiếu gia cùng chỉ đành nhịn. Hơn nữa vì để giữ gìn mối quan hệ với thự công, nên sau này Phong Khê thiếu gia còn phải nhẫn nhịn nữa, khi tỉnh táo. Dần dần, Phong Khê thiếu gia cùng quen rồi, dù sao thì cũng như nhau thôi. Đàn ông trưởng thành thực thụ, sẽ không quan tâm đến mấy thứ này, chỉ cần có được sự trợ giúp của thự công là được rồi. Nhưng... loại chuyện này dù sao cũng không hay ho gì, nên thự công nói chuyện đó ra ở trước mặt mọi người, thật sự là quá xấu hổ. Được rồi thự công. Thanh Hải nhìn ra sự khó xử của Phong Khê thiếu gia, thế là nói lái sang chuyện khác, đừng nói mấy chuyện này nữa, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng của ông chủ sắp xếp, mau giết Tô Thương đi. Không sai. Phong Khê thiếu gia cảm kích nhìn Thanh Hải một cái, rồi trấn an, thự công, sao tôi quên anh được chứ? Yên tâm đi. Sao chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là tamlinh247.vn. Vui lòng đọc tại app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Như vậy còn tạm được, thự công nghe vậy, mới không truy cứu tiếp nữa. Ha ha! Người có ý định đánh vợ tôi. Đều phải chết hết, không ai là ngoại lệ cả. Trong ánh mắt của Tô Thương tràn đầy sát ý, ánh mắt trầm tư nhìn chằm chằm vào Phong Khê thiếu gia, lạnh lùng cười nói, chỉ là tôi không ngờ rằng, Phong Khê thiếu gia, anh còn có thú vui ham mê đàn ông nữa à? Im miệng, anh thì biết cái gì? Phong Khê thiếu gia giận tím mặt, trầm giọng nói, thêm một người bạn thì thêm một mối quan hệ. Thêm một người bạn thì thêm một mối quan hệ sao? Tô Thương nghe thấy, liền nở một nụ cười giễu cợt, gật đầu đồng ý nói, đúng là thêm một mối quan hệ thật, Phong Khê thiếu gia, lời này của anh quả thực quá là sâu sắc đấy. Chỉ là, mối quan hệ này có thực hiện được không đây? Tô Thương trêu chọc nói, không thể không nói, nếu mối quan hệ này của anh nhiều rồi, thì sẽ khiến người khác khâm phục, anh đúng là chiến sĩ thực sự. Phốc! Thự công và Thanh Hải đứng bên cạnh. Sau khi nghe thấy lời nói này của Tô Thương, đều không nhịn được cười. Thêm một người bạn thì thêm một mối quan hệ, hóa ra là có ý này. Tô Thương, không ngờ anh cũng thú vị thật đấy.
Thự công vuốt ve tay, quyến rũ nói, mối quan hệ này của tôi, anh có muốn tham gia vào không? Ơ kìa, thật ngại quá, tôi không có hứng thú. Tô Thương trực tiếp từ chối. Thế là do anh không xứng. Phong Khê thiếu gia đứng bên cạnh không kiềm chế được cơn giận, lạnh lùng cười nói, Tô Thương, Viêm Long Tiên Đế có lệnh, sẽ giết anh trước, sau đó sẽ tra tấn anh một trận ác liệt, yên tâm đi, đêm nay anh chính là của Thự Công đấy. Thật sao? Thự Công như mở cờ trong bụng, vui vẻ nói, Phong Khê, anh tốt thật, như vậy thì hay quá, anh có thể ở cùng hai cô gái kia, còn tôi thì chơi tên Tô Thương này. Chấm hỏi. Tô Thương nghe vậy, trong lòng bỗng thấy buồn nôn, xém chút thì nôn ra ngoài. Ra tay. Thằng cha này có gì đó rất kỳ lạ, không nên coi thường, chúng ta cùng nhau xông lên, tốc chiến tốc thắng. Đúng lúc này, Phong Khê thiếu gia ra lệnh, cùng nhau tiến về phía Tô Thương. Thự Công và Thanh Hải, nghiêm túc lại, theo sát phía sau và di chuyển về phía Tô Thương. Nhưng, Thanh Hải che giấu thực lực, chỉ để lộ ra cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, xem ra thực lực cũng không kém gì Thự Công. Ha ha, các người cho rằng tôi sợ các người thật sao? Tô Thương thấy vậy, hai mắt bỗng híp lại, trong ánh mắt hiện ra một luồng sát ý. Sau đó, anh ấy giơ tay lên, chủ động đón đòn tấn công, phóng ra Bách Thế Luân Hồi Quyền tinh vi ảo diệu. Trong chốc lát, linh khí trong quán lẩu đã tàn phá hết mọi thứ, bàn ghế thì chia năm xẻ bảy. Nhưng lần va chạm này, bốn người bọn họ đều không bị thương, mà chỉ là thăm dò nhau thôi, nên cuộc chiến vẫn còn tiếp tục. Tuy quán lẩu được bao quanh bởi những tia sáng của tháp hư không, nhưng cũng được coi là tiến vào một không gian nguyên vẹn. Nhưng đây chỉ là nhờ có được tác dụng của sự che giấu thôi, nếu vách tường của quán lẩu bị đánh thực sự, thì tác dụng của việc che giấu sẽ biến mất. Đến lúc đó, cuộc chiến ở quán lẩu sẽ bị những người mạnh ở Giang Bắc chú ý đến. Nhưng, Tô Thương, Phong Khê thiếu gia, Thự Công, và Thanh Hải, bốn người họ đều phối hợp rất ăn ý, không muốn tạo ra tiếng vang quá lớn, cho nên không ai đánh vỡ bức chắn cả. Đối với Tô Thương mà nói, lặng lẽ giải quyết ba người bọn Phong Khê, tránh cho bứt dây động rừng, là kết quả tốt nhất. Ý tưởng của ba người bọn Phong Khê thiếu gia, vừa hay cũng trùng khớp, liên quan đến vấn đề này, bốn người họ không cùng mưu kế mà lại hợp. Thậm chí tháp hư không, Tô Thương cũng không thể thu ba người bọn Phong Khê vào được. Nếu như là người bình thường, hoặc là thực lực yếu hơn nhiều so với Tô Thương, đương nhiên anh ấy có thể miễn cưỡng thu vào được. Nhưng ba người bọn Phong Khê, cảnh giới lại cao hơn Tô Thương, nhất là tên Thanh Hải ẩn giấu thực lực kỹ nhất, Tô Thương không làm được đến mức đó, nếu không, thì lúc đánh nhau sẽ dễ dàng hơn, dù sao cũng có tháp hư không bảo vệ mà. Bây giờ, Tô Thương lấy một chọi bốn khá là tốn sức, sau mười mấy hiệp đấu, liền rơi vào thế yếu ngay. Nhưng vẫn may, trừ tháp hư không ra, thì Tô Thương còn một vật chí bảo khác nữa. Bây giờ Tô Thương liên tục bị đánh lui, liền lau đi vết máu còn đọng lại trên khóe miệng, rồi trầm giọng nói, chìa khóa Đông Phủ, ra đây đi. Theo tiếng quát lớn của Tô Thương, chìa khóa của Đông Phủ lập tức hiện ra rồi trôi lơ lửng ở giữa không trung, tản ra uy áp kinh khủng. Vèo vèo vèo. Giờ phút này, Phong Khê thiếu gia, Thự Công, Thanh Hải đồng loạt dừng tay, vô cùng khiếp sợ nhìn chìa khóa của Đông Phủ giữa không trung. Đây là bảo vật chuẩn tiên đế sao? Trong mắt Thự Công đầy vẻ không thể tin được, tự nhủ, đương nhiên là bảo vật chuẩn tiên đế rồi, khí tức đúng là mạnh. Rốt cuộc Tô Thương có lai lịch gì, tôi đã từng nghe chủ nhân nói qua về tháp hư không, năm đó Huyền Thiên Tiên Đế đưa tháp hư không cho Tô Vô Kỵ, Tô Vô Kỵ đánh cực từ bỏ tháp hư không, giao tháp hư không cho đời sau giữ. Vì vậy tháp hư không xuất hiện ở trong tay Tô Thương cũng chẳng có gì lạ. Thanh Hải cau mày nói, nhưng chìa khóa của Đông Phủ này thì có lai lịch gì, ít nhất cũng là bảo vật chuẩn tiên đế, trái đất nhiều bảo vật chuẩn tiên đế như cỏ dại lan tràn sao? Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao, trái đất đã từng huy hoàng, thời kỳ tiền tần cường giả mọc lên như rừng, không hề thua kém một số tinh vực tu chân. Phong Khế thiếu gia thấy vậy thì giải thích. Năm đó lúc Viêm Long Tiên Đế cầm cánh cửa thời không đã dọn dẹp được một số người, nhưng tất nhiên cũng sẽ có chuẩn tiên đế để lại chiêu sau.
Tô Thương có bảo vật chuẩn tiên đế chẳng có gì lạ, hai người không cần hốt hoảng, đây là chuyện tốt. Phong Khê thiếu gia nghiền ngẫm cười nói, bây giờ Tô Thương vừa đặt chân đến Nguyên Anh mà thôi, cho dù có nhiều thủ đoạn đi nữa, chắc chắn cũng không phải đối thủ của chúng ta. Lấy linh khí của anh ta bây giờ, căn bản không có cách nào phát huy ra được sức mạnh của bảo vật chuẩn tiên đế, tháp hư không đó lại không phải là bảo vật chuẩn tiên đế, đương nhiên sẽ cần rất nhiều linh khí. Phong Khê thiếu gia hơi híp mắt nói, chắc chắn anh ta không phải đối thủ của ba người chúng ta, hai bảo vật này ở trong tay anh ta đúng là quá lãng phí. Chờ anh ta tiêu hao hết sức lực, chúng ta phân chia bảo vật, chẳng phải rất tốt sao? Nghe thấy vậy, Thự Công và Thanh Hải cũng động tâm. Nhất là Thự Công, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, dường như nhất định phải lấy được bảo vật. Còn về Thanh Hải, mặc dù không thể hiện ra, nhưng có thể cảm nhận được khát vọng của anh ta với bảo vật chuẩn tiên đế rất rõ. Ha ha, Tô Thương thấy vậy cũng không vội ra tay, mà khẽ cười nói, ba người, nhưng tôi chỉ có hai bảo vật, nhưng các anh lại có ba người. Cho dù chia như thế nào thì chắc chắn sẽ có một người phải về tay không, các anh đã nghĩ tới vấn đề này chưa? Tô Thương nói thẳng ra không kiêng kỵ, nghiền ngẫm cười nói, nếu không ba người các anh đánh một trận trước. Dù sao tôi cũng các anh en cham đu trên nước dù thoát đường là cá trong chậu rồi, không chạy thoát được. Người có thực lực yếu nhất trong các anh sẽ không có tư cách lấy được bảo vật, như vậy là công bằng nhất. Tô Thương, anh im miệng. Phong Khê thiếu gia nghe vậy thì nghiêm mặt nói, ngư cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tô Thương, lần trước ở núi Cửu Phong, tôi đã cho anh nếm được ngon ngọt, cho nên anh mới cảm thấy dùng lại cùng một phương pháp lần thứ hai sẽ còn có hiệu quả sao? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi ngu? Phong Khê. Sau khi Thự Công nghe được lời của Tô Thương thì cười nói, tôi cảm thấy Tô Thương nói rất có lý. Hai bảo vật, ba người phải chia như thế nào? Ai đồng ý không lấy được gì? Thự Công cười nói, không bằng cứ làm theo Tô Thương nói, ba người chúng ta tỉ thí một trận để xác định thực lực của nhau, người yếu nhất sẽ không được chia phần. Thự Công, không được. Phong Khê thiếu gia thận trọng nói, tên nhãi Tô Thương này âm hiểm xảo trá, chúng ta tuyệt đối không thể bị anh ta khích tướng. Nếu chúng ta ra tay, tiêu hao thực lực, cuối cùng sẽ không có cách nào áp chế Tô Thương, như vậy phải làm sao? Có lý. Thự Công gật đầu một cái, sau đó lại nghiêm túc nói. Nhưng mà việc phân chia tháp hư không và chìa khóa của Đông Phủ vẫn phải giải quyết tốt, nếu không ba người chúng ta sẽ sinh ra mâu thuẫn rất lớn, bất lợi cho đoàn kết. Ừ, đúng thế. Phong Khê thiếu gia đồng ý với lời này, rồi sau đó đề nghị, như vậy đi, đợi giải quyết Tô Thương xong, chúng ta lại tỉ thí, đến lúc đó sẽ không sợ Tô Thương giở trò gì nữa. Được. Thự Công đồng ý, cảm thấy đề nghị của Phong Khê thiếu gia rất thích hợp. Dễ vậy sao? Tô Thương bên cạnh nghe được hai người trò chuyện thì khẽ nhếch khóe miệng lên, ngay sau đó cắn răng tàn bạo nói, Phong Khê thiếu gia. Người tôi ghét nhất trong ba người anh chính là anh. Đợi đến khi đánh nhau, tôi sẽ dồn hết sức mạnh của hai bảo vật về phía anh, cho dù tôi có phải chết cũng sẽ khiến anh bị thương nặng. Tô Thương nghiền ngẫm cười nói, tôi tin chắc hai người bọn họ sẽ không chống lại bảo vật cùng với anh đâu, dẫu sao nếu tôi bất chấp mọi hậu quả mà tấn công, cho dù ba người các anh có bắt tay thì vẫn sẽ bị thương. Nhưng nếu tôi không tấn công bọn họ, thay vì mọi người đều bị thương, chắc chắn bọn họ sẽ muốn để anh bị thương nặng hơn. Tô Thương cười nói, như vậy anh sẽ không còn sức uy hiếp gì nữa, ai sẽ để ý đến anh đang bị thương nặng. Đến lúc đó, hai người bọn họ phân chia xong hai bảo vật, còn về sự sống chết của anh. Tôi đoán anh sẽ chết trong tay người mình. Nói xong Tô Thương điều khiển chìa khóa của Đông Phủ, tiến lên một bước, trong mắt tràn đầy vẻ kiên quyết, tới đi, Phong Khê thiếu gia, tiếp chiêu. Chờ một chút. Phong Khê thiếu gia nghe vậy thì vô cùng hoảng hốt, không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó, Phong Khê thiếu gia nở nụ cười mỉa mai, mở miệng nói, Thự Công, Thanh Hải, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên xác định quyền phân chia bảo vật trước đi. Sợ. Phong Khê thiếu gia thật sự sợ. Ừ, Tô Thương hận anh ta, mặc dù ba người đồng loạt ra tay, nhưng đến lúc đó chắc chắn Tô Thương sẽ đánh anh ta tơi bời. Còn về Thự Công và Thanh Hải, đúng là chưa chắc sẽ trợ giúp mình, vậy chẳng phải mình sẽ vô cùng thê thảm sao? Nghĩ tới đây,
Phong Khê thiếu gia cảm thấy cần phải nói rõ quyền sở hữu tháp hư không và chìa khóa của Đông Phủ trước. Ha ha, tôi cũng cảm thấy phân chia trước cũng tốt, như vậy sẽ có lợi cho sự đoàn kết của chúng ta, có thể dễ đối phó với Tô Thương hơn. Thự công nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đề nghị, Thanh Hải, chúng ta biết rõ thực lực của Phong Khê, tôi và anh đều không phải đối thủ của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ lấy được một trong hai bảo vật này. Như vậy đi Thanh Hải, hai người chúng ta so tài mấy chiêu, người nào thắng sẽ được lấy bảo vật còn lại. Thự công nhìn về phía Thanh Hải, đề nghị. Không cần phiền toái như vậy. Ai ngờ Thanh Hải lại lắc đầu một cái, dường như căn bản không coi bảo vật chuẩn tiên đế ra gì, thoải mái cười nói, thực lực của hai anh đều ở trên tôi vẫn luôn tự mình hiểu lấy. Cho nên tôi chưa bao giờ định tranh đoạt bảo vật chuẩn tiên đế, hai người các anh cứ phân chia nhau đi. Thanh Hải cực kỳ vô tư, khẽ cười nói, chẳng qua là hy vọng sau này hai người có thể để ý đến tôi nhiều hơn, có ích lợi gì cũng sẽ chia cho tôi một ít, ngày sau thăng quan tiến chức nhanh chóng, đừng quên tiểu đệ này là được. Thậm chí nếu có một ngày hai người trở thành nhân vật lớn tung hoành khắp thiên hạ, có thể cho tôi đến cung điện của các anh, canh phòng cho các anh đã là vinh hạnh lớn nhất của tôi rồi. Thanh Hải chân thành hạ mình xuống rất thấp. Phong Khê thiếu gia và Thự Công nghe được lời này, ấn tượng về Thanh Hải lập tức tăng vùn vụt. Thanh Hải, khiến anh uất ức rồi. Phong Khê thiếu gia có chút cảm động, đưa mắt nhìn Thanh Hải, mở miệng nói, yên tâm đi, nếu như sau này tôi có cơ hội đi lên cao, nhất định sẽ không quên anh đâu. Còn cả tôi nữa. Thự Công hiếm thấy nghiêm túc một lần, nói tôi có thể thề, sau này anh chính là anh em tốt của tôi, cả đời sẽ không phản bội. Nếu có người nào dám động vào một sợi lông của anh thì đó chính là kẻ thù của Thự Công tôi. Ha ha, Phong Khê, Thự Công, các anh quá khách khí rồi. Thanh Hải sờ mũi, tự giễu cười nói, tôi chỉ là không có biện pháp mà thôi, nếu như tôi có thực lực mạnh hơn các anh, nhất định tôi cũng muốn tranh giành, chỉ là bây giờ. Tôi không đánh lại các anh, chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ha ha ha, Thanh Hải, anh đúng là thật thà. Thự Công cởi mở cười to, càng nhận định Thanh Hải yếu hơn mình. Thanh Hải. Phong Khê thiếu gia lại càng có ấn tượng tốt về Thanh Hải hơn, sau đó an ủi, tuy anh không được chia hai bảo vật chuẩn tiên đế lần này, nhưng anh yên tâm, chắc chắn trên trái đất sẽ còn có rất nhiều, nếu sau này tôi và Thự Công gặp được bảo vật chuẩn tiên đế sẽ đưa cho anh coi như bồi thường. Vậy thì cảm ơn hai người. Thanh Hải hạ thấp mình nói cảm ơn. Chỉ thiếu nước quỳ xuống hành lễ với Phong Khê và Thự Công. Nhưng mà, Phong Khê và Thự Công cũng không nhận ra được đáy mắt Thanh Hải hiện ra một nụ cười lạnh, chợt lóe rồi biến mất. Thanh Hải này đang có âm mưu gì đó. Tô Thương có linh hồn tiên đế, đương nhiên sẽ phát hiện ra, càng thêm kiêng kỵ và đề phòng Thanh Hải. Vốn dĩ anh định dùng chiêu hai quả đào giết ba dũng sĩ, nhưng xem ra bây giờ không còn cơ hội rồi. Chẳng qua là nếu Thanh Hải đã ẩn giấu trước mặt Phong Khê thiếu gia và Thự Công, vậy thì chắc chắn sẽ không tùy tiện dùng hết sức mình. Chắc Thanh Hải muốn giữ gìn sức lực trong trận chiến, đợi Tô Thương, Phong Khê thiếu gia và Thự Công đánh kiệt sức mới ra tay giải quyết một thể. Nếu như vậy thì Tô Thương vẫn có cơ hội đánh tan từng người. Giết! Tô Thương, nhận lấy cái chết đi! Ngay lúc Tô Thương đang suy nghĩ, Phong Khê thiếu gia, Thự Công, Thanh Hải không hẹn mà cùng lao về hướng Tô Thương. Tô Thương điều khiển chìa khóa của Đông Phủ, thực lực được tăng cường, cũng lập tức lao ra đón đầu. Cứ như vậy, bốn người lao vào đánh nhau, dư âm của trận chiến tàn phá hết xung quanh. Năng lực phòng ngự của chìa khóa Đông Phủ chắc chắn không bằng tháp hư không. Nhưng mà chỉ cần Tô Thương hơi suy nghĩ, chìa khóa của Đông Phủ sẽ dùng tốc độ mạnh mẽ phá rách hư không. Tấn công người mà Tô Thương muốn tấn công. Trong quá trình đánh nhau, chìa khóa của Đông Phủ vẫn trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Tô Thương, chuẩn bị bùng phát bất cứ lúc nào. Mà Tô Thương thì không ngừng sử dụng chỉ xích thiên nhai và bách thế luân hồi quyền, anh đi tới chỗ nào, chìa khóa của Đông Phủ cũng theo tới chỗ đó. Mỗi khi có người muốn tới gần Tô Thương, muốn giết Tô Thương, anh sẽ suy nghĩ để chìa khóa của Đông Phủ nghiền ép tới. Cho dù là Phong Khê thiếu gia hay là Thự Công và Thanh Hải đều không dám đối đầu với chìa khóa của Đông Phủ mà lựa chọn tránh né, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ bị thương. Tô Thương cứ dùng cách đó để đánh nhau với ba người Phong Khê thiếu gia,
không phân thắng bại được. Cùng lúc đó, bên ngoài quán lẩu. Tôi nhớ ở chỗ này có một căn nhà 4 tầng, 3 tầng phía dưới là quán lẩu, tầng trên cùng là quán mát xa chân mà. Sao bây giờ không còn nữa? Có phải anh nhớ nhầm rồi không? Không phải đây là một mảnh đất trống sao, không có gì cả. Không đúng, tôi nhớ rất rõ ràng, tuần trước tôi còn tới ăn lẩu, lẩu ở đây rất ngon. Đúng là kỳ quái, trong thời gian ngắn như vậy là tòa nhà 4 tầng đã biến mất vô căn cứ. Nhất định là anh nhớ nhầm rồi, chỗ này cũng không có công trình thi công nào. Đúng thật, chẳng lẽ là tôi nhớ nhầm, quán lẩu nằm ở đường khác. Bởi vì quán lẩu bị tháp hư không ẩn đi, khiến người qua đường xung quanh đều vô cùng khó hiểu. Trong đám người, Bạch Khởi mặc âu phục dày ra nhìn bãi đất trống trước mắt, khẽ nhíu mày. Tên nhóc Tô Thương này lại giở trò quỷ gì rồi, dùng tháp hư không nhốt ba người bọn họ không được sao, tại sao còn mang quán lẩu vào không gian thứ nguyên chứ? Bạch Khởi nhỏ giọng nói, cậu làm như vậy, sao tôi cứ có cảm giác cậu sẽ bị ba người bọn họ đánh tơi bời chứ, không được tận mắt nhìn thấy cậu bị đánh thành chó, tôi. Trong lòng tôi khó mà bình yên. Nghĩ tới đây, Bạch Khởi nâng tay lên, chuẩn bị phá bình phong che chắn tháp hư không. Mặc dù tháp hư không rất mạnh, nhưng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thực lực của Tô Thương lại yếu, vì vậy bình phong che chắn này vô cùng yếu ớt đối với Bạch Khởi. Chỉ cần Bạch Khởi muốn thì sẽ có thể xé rách bình phong che chắn này một cách dễ dàng, thấy được hình ảnh bên trong. Không được. Bỗng nhiên, Bạch Khởi lại buông tay xuống, lẩm bẩm, nếu mình làm như vậy, chắc chắn Tô Thương sẽ phát hiện mình đang quan sát, dẫu sao cậu ta là chủ nhân của tháp hư không mà. Nếu để Tô Thương biết mình đứng nhìn cậu ta bị người ta đánh, chắc chắn sẽ sinh lòng bất mãn với mình. Tên nhóc Tô Thương này có thiên phú không tệ, cũng rất may mắn, tiền đồ sau này sáng lạn, mình không muốn bị cậu ta ghi hận. Bạch Khởi suy nghĩ một chút, sau đó nói, kệ vậy, mình vẫn nên ở đây canh chừng thôi. Mặc dù Tô Thương không phải đối thủ của ba người bọn họ, nhưng Tô Thương có hai bảo vật, nếu cậu ta muốn đi, ba tên rác rưởi ngoại vực kia chắc chắn sẽ không ngăn được. Bạch Khởi cười nói, mình sẽ ở đây chờ để nhìn thấy hình ảnh Tô Thương mặt mũi bầm dập, chật vật chạy thục mạng, chật chật chật, vừa nghĩ tới hình ảnh đó, trong lòng đã thấy vô cùng thoải mái rồi. Khoảng 10 phút sau, Tô Thương đã tiêu hao hết linh khí rồi, quả nhiên điều khiển bảo vật như chìa khóa của Đông Phủ tiêu hao rất lớn. Nhìn lại ba người Phong Khê thiếu gia, ai nấy đều bị một ít vết thương nhẹ, nhưng không có vấn đề gì lớn, linh khí cũng mới chỉ hết một nửa mà thôi. Nếu như cứ tiếp tục đánh nữa, không đến 5 phút, chắc chắn Tô Thương sẽ chết. Phong Khê, kéo dài nữa cũng không có ích gì, chúng ta cùng nhau đánh ra đòn mạnh nhất để giết Tô Thương đi. Lúc này, Thanh Hải bỗng nhiên đề nghị. Không ổn. Phong Khê thiếu gia lại lắc đầu, kiêng kỵ nhìn tháp hư không, mở miệng nói, Tô Thương còn chưa sử dụng tháp hư không. Chúng ta cứ từ từ tiêu hao anh ta trước đã. Cũng đã đánh lâu như vậy rồi, đã nhiều lần Tô Thương rơi vào nguy hiểm sống chết nhưng anh ta thả bị thương cũng không sử dụng tháp hư không, rõ ràng là không có cách nào cùng lúc điều khiển hai bảo vật. Thanh Hải giật dây, mặc dù ba người chúng ta cũng đã tiêu hao, nhưng tiêu hao quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt, dẫu sao trái đất còn có những người tu chân khác. Phong Khê, tôi cảm thấy Thanh Hải nói có lý. Thự công tán đồng, đừng nói là Tô Thương, cho dù là tôi, sợ rằng cũng không có cách nào đồng thời điều khiển được cả hai bảo vật cấp bậc chuẩn tiên đế, anh ta chỉ có thể dùng một cái, chúng ta hãy tốc chiến tốc thắng để tránh đêm dài lắm mộng. Vậy, được. Phong Khê thiếu gia trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu nói, vậy cứ làm theo lời Thanh Hải, ra tay đi, ngay bây giờ. Vừa dứt lời, Phong Khê thiếu gia không chần chờ chút nào, trực tiếp xông về hướng Tô Thương. Thự công theo sát phía sau, khát vọng với bảo vật chuẩn tiên đế khiến anh ta không còn sức lực suy nghĩ nhiều hơn. Thanh Hải cũng giống như vậy, làm ra vẻ muốn liều mạng với Tô Thương. Tôi đánh cược lần này anh sẽ rút lui về phía sau. Tô Thương nhìn Thanh Hải một cái, thầm nói trong lòng, sau đó không thèm để ý đến Thanh Hải nữa mà điều khiển chìa khóa của Đông Phủ bay về phía thự công, mà anh thì giơ nắm đấm lên đánh với Phong Khê thiếu gia. Con người Thanh Hải này, tâm tư thâm trầm, ẩn tàng cực kỳ sâu, chắc chắn mưu mô quỷ quyệt rồi. Lúc trước Tô Thương đã nhận ra, cho nên lần này, anh muốn đánh cược một lần,
Cực Thanh Hải sẽ không tham gia vào trận tuyệt sát cuối cùng của Phong Khê thiếu gia cùng Thự Công. Như thế đối với Thanh Hải mà nói, là có ích lớn nhất, thậm chí xem như ngồi ngư ông đắc lợi rồi. Bởi vì Thanh Hải biết, Tô Thương cũng không phải đơn giản, mà là người khống chế hai món chí bảo. Mặc dù Tô Thương một lúc chỉ có thể khống chế được một món chí bảo, nhưng nếu bị ép đến mức nóng này, kết cục xấu nhất của món chí bảo chính là tự làm cho nó phát nổ, cũng có thể khiến cho ba người họ bị thương nặng. Cuối cùng, mặc dù giết được Tô Thương, nhưng bản thân bị trọng thương, đó cũng không phải kết quả tốt. Nếu Thanh Hải quỷ kế đa đoan như thế, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, chỉ cần anh ta không tham dự, thì sẽ không bị thương. Đồng thời, Phong Khê thiếu gia cùng Thụ Công, lần này cho dù có thể giết chết Tô Thương, cũng sẽ bị tổn thương đặc biệt nghiêm trọng. Nếu giết không được, vậy cũng không liên quan gì đến anh ta, Tô Thương không chết cũng phải trọng thương. Từ đó, Thanh Hải sẽ đối mặt với ba người trọng thương, căn bản ba người còn lại đều không có tư cách làm đối thủ của anh ta. Tô Thương chính là nghĩ đến điểm này, cho nên mới không nhìn Thanh Hải, chỉ nghênh chiến Phong Khê thiếu gia cùng Thụ Công. Quả thật, Tô Thương có thể đồng thời khống chế tháp hư không cùng chìa khóa của Đông Phủ, nhưng nếu làm như vậy, vô cùng phí sức. Lúc trước tại núi Lạc Hà đối mặt với Bạch Khởi, Tô Thương cũng không khống chế hai chí bảo cùng lúc, chỉ là thay phiên sử dụng mà thôi. Tô Thương có thể đoán được, bản thân mình cùng lắm chỉ có thể một lần duy nhất khống chế được tháp hư không cùng chìa khóa của Đông Phủ. Mà lần này, cũng không chắc chắn có thể trực tiếp gạt bỏ ba người Phong Khê thiếu ra được. Vì vậy, Tô Thương cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà lựa chọn ẩn nhẫn, chỉ dùng chìa khóa của Đông Phủ nghênh đón địch. Anh đang đợi một cơ hội. Bây giờ, cũng là một thời cơ tốt. Mới đầu Tô Thương chủ yếu là đề phòng Thanh Hải, sợ Thanh Hải bộc lộ ra lực lượng nguyên anh siêu Việt, như thế thì anh chắc chắn phải thiệt thòi, thậm chí có khả năng dừng chân ở chỗ này. Có điều bây giờ tốt rồi, Thanh Hải không ra tay, Tô Thương chỉ cần nghênh chiến Phong Khê thiếu gia cùng Thụ Công, độ khó khăn giảm ít hơn nhiều rồi. Giờ này phút này, Tô Thương cùng Phong Khê thiếu gia tiếp xúc, quyền trưởng của hai người va chạm nhau. Ngay lập tức, dư âm chiến đấu kinh khủng hiện lên như hình gợn sóng, hướng theo bốn phía đẩy ra. Ha ha, Tô Thương, cái này là thực lực thật sự của cậu à, tôi thừa nhận, quả thực không yếu, chỉ với một mình tôi, chưa hẳn là đối thủ của cậu, có điều, hôm nay cậu chắc chắn phải chết. Phong Khê thiếu gia cười lạnh nói, quyền đấu của hai người trong bàn tay còn tại chống lại nhau. Nhất thời không ai có thể thoát ra được. Cái gì mà Phong Khê thiếu gia chứ, anh cũng không hơn gì cái này hết. Tô Thương lạnh lùng đáp lại. Ha ha, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng thế à, Thụ Công, Thanh Hải, giết cậu ta đi. Phong Khê thiếu gia thúc giục nói. Thanh Hải giả vờ tấn công, thực tế thì động tác rất chậm, giống như là đang chuẩn bị cho một trưởng lớn vậy. Có điều Thụ Công lại dùng lực nhanh nhất, trực tiếp thẳng hướng Tô Thương. Quanh thân tản ra khí tức đáng sợ. Chìa khóa của Đông Phủ. Tô Thương tất nhiên đã nhận ra, sớm đã chuẩn bị để đối phó với Thụ Công rồi, giờ phút này quát khẽ một tiếng, chìa khóa của Đông Phủ trong nháy mắt hiện ra. Ha ha, cậu cho rằng tôi không có thủ đoạn sao? Thụ Công thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thoải mái, cũng không lựa chọn tránh né, mà đứng tại chỗ, giống như đang đón chờ chìa khóa của Đông Phủ đến. Sau một giây, không có gì ngoài dự đoán, chìa khóa của Đông Phủ đánh vào người Thụ Công, chỉ trong chớp mắt mà thôi, cơ thể Thụ Công liền nổ tung, hiện trường máu tươi bắn đầy trời. Phong Khê thiếu gia thấy cảnh này, cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại khóe miệng nhếch lên một đường cong. Cũng đúng lúc này, máu tươi bắn đầy trời, thế mà chỉ bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, quỷ dị gom lại cùng một chỗ. Chỉ một hơi thở mà thôi. Thân thể Thụ Công vậy mà khôi phục nguyên hình dạng, giống như chưa bao giờ bị chìa khóa của Đông Phủ tấn công vậy. Bí thuật tích góp lại máu tươi này của tôi, trong vòng nửa năm chỉ có thể sử dụng một lần, mỗi lần sử dụng, đều cần thời gian nửa năm tĩnh dưỡng. Cơ thể hóa thành xương máu, linh hồn của tôi cũng sẽ phân giải thành nhiều phần, không có cơ hội hồi sinh, nếu tôi không muốn tích góp lại cơ thể thêm lần nữa, không có ai có thể chân chính giết tôi được. Thụ Công sau khi dựng lại thân thể, nhẹ khẽ cười nói, đã từng có một vị cường giả độ kiếp cảnh giới, muốn làm cho tôi vào chỗ chết, đánh nổ thân thể tôi,
tôi lợi dụng loại phương pháp này, tránh được một kiếp, dù sao hồn phi phách tán, thân thể hóa thành mưa máu, vốn là tuyệt đối không có khả năng sống sót, cho dù là cao thủ độ kiếp cảnh giới, cũng không ngờ được tôi có được loại bí thuật này. Lần này đến trái đất, tôi vốn định trong lúc nguy cấp mới dùng bảo mệnh này. Có điều, Tô Thương, vì đạt được chí bảo của chuẩn tiên đế, tôi không nghĩ được nhiều như vậy đâu, dùng xong bí thuật hấp dẫn cậu, cũng đáng giá mà. Thụ công nhìn chăm chú Tô Thương, cười lạnh nói, bây giờ tôi đã đi đến bên cạnh cậu rồi, dù là cậu dùng chìa khóa của Đông Phủ cũng có Thanh Hải ngăn cản, Tô Thương, chịu chết đi. Vừa nói xong, thụ công không muốn đêm dài lắm mộng, trực tiếp ra tay, dự định đánh chết Tô Thương. Tô Thương thấy vậy, vừa động suy nghĩ liền điều động chìa khóa của Đông Phủ. Thanh Hải mặc dù muốn diễn, nhưng vẫn muốn làm dáng một chút, vì thế chủ động đỡ được chìa khóa của Đông Phủ. Ha ha, Tô Thương, bây giờ cậu chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Phong Khê thiếu gia nhìn thấy tình hình chiến đấu đến bước này, khóe miệng lộ ra một nụ cười, giống như có lẽ đã ảo tưởng đến hình ảnh Tô Thương bị xóa sổ rồi. Thật sao? Tô Thương lại không sợ chút nào, lộ ra một nụ cười không sợ hãi, nhỏ giọng kêu gọi tháp hư không. Vù! Trong chốc lát, tháp hư không liền hiện lên ở đỉnh đầu của Tô Thương, đồng hàng ngàn ánh sáng chiếu xuống, bao phủ lại toàn bộ xung quanh Tô Thương. Tháp hư không chiếu xuống, Phong Khê thiếu gia hoàn toàn bất đắc dĩ, thu hồi lại trưởng của mình, thả người nhanh chóng lùi lại. Còn một chiêu này của thụ công là chiêu tuyệt sát, đập vào hàng vạn luồng ánh sáng. Dựa theo tiếng vang trầm đục, hàng vạn luồng ánh sáng như chấn động, Tô Thương bên trong luồng ánh sáng bị dao động, phun ra một ngụm máu, nhưng toàn thân thì không đáng lo ngại. Còn về thụ công, thì nhận lấy phản phệ, thân thể bị bắn ra, vết thương cũng không lớn. Cái gì? Mặc dù thụ công cảnh giới cao hơn Tô Thương, thậm chí từng là hóa thần, theo tình hình bình thường, Tô Thương thể nào lục soát được trí nhớ của đối phương. Có điều. Bây giờ, nửa cơ thể của thụ công đã bị mất, bị chìa khóa của Đông Phủ làm bị thương, hấp hối, lại hơn nữa anh ta đã cầu xin tha thứ, tâm trí yếu kém. Loại trạng thái này của thụ công, Tô Thương có thể không tốn sức chút nào có thể lục soát được trí nhớ. Gây dựng lại từ máu tươi sao? Vậy mà cậu có thể đồng thời khống chế hai chí bảo. Thụ công giật nảy cả mình, sau đó cắn răng nói, hèn hạ, lúc trước cậu một mực luôn ngụy trang, có điều, dù vậy, tôi tấn công cậu thêm mấy lần nữa, cậu tất nhiên không. Thụ công đang nói, đúng lúc này, chìa khóa của Đông Phủ bỗng nhiên thay đổi phương hướng, không hề lượn vòng cùng Thanh Hải nữa, mà bỗng nhiên đập lên người thụ công. Phụt! Giọng nói của thụ công cứ thế im bặt mà dừng, sau đó phun ra một ngụm máu, nửa người dưới trực tiếp bị đánh thành xương máu, cục diện cực kỳ dọa người. Tôi! Thụ công kịch kỳ đau nhức, nhìn nửa người dưới của chính mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi, sau đó nhìn về phía Phong Khê thiếu gia, đứt quãng nói ra, Phong! Phong Khê, cứu, nhanh cứu tôi! Ha ha, anh ta cứu không được anh, thậm chí, bản thân anh ta cũng khó thoát được. Tô Thương cười lạnh liên tục nói, thụ công đúng không, bí thuật này của anh, tôi thật sự cảm thấy hứng thú. Tôi có thể truyền thụ cho cậu, van xin cậu, đừng. Đừng có giết tôi, thụ công run rẩy cuống họng, gần như tuyệt vọng cầu xin Tô Thương tha thứ. Ha ha, không cần. Tô Thương hai mắt híp lại, mặt không chút thay đổi nói, tôi có thể tự mình lấy. Vừa nói xong, Tô Thương giơ bàn tay lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng tuôn ra, ngay lập tức lục soát lấy trí nhớ thụ công. Cái bí thuật này quả thật không tệ, Tô Thương vừa rồi tận mắt thấy thụ công bị chìa khóa của Đông Phủ đánh nổ, đều tưởng là đối phương chắc chắn phải chết không nghi ngờ rồi. Dưới tình huống bình thường, thân thể phát nổ, đối thủ cũng không chắc chắn sẽ chết, bình thường Tô Thương đều sẽ đánh bay hồn phi phách tán. Nhưng vừa lúc nãy, linh hồn của thụ công cũng tán thành vô số phần. Đây cũng là nguyên nhân Tô Thương nhận định thụ công chắc chắn phải chết. Nhưng đâu ai biết được, thụ công vậy mà quỷ dị sống lại. Tất nhiên, thời kỳ mà Tô Thương toàn thịnh, ngược lại cũng có thể làm được điều này, nhưng loại tình huống này gây dựng lại phục sinh, sau phục sinh tất nhiên hết sức yếu ớt. Có điều, thụ công sau khi phục sinh, giống như lúc trước chưa từng bị thương, lực chiến đấu vẫn ở vào trạng thái đỉnh phong như cũ.
cái này rất mạnh mẽ. Cho nên, Tô Thương chọn chúng cái bí thuật này, quyết định lấy ra trí nhớ của thủ công. Không tệ. Cực kỳ huyền diệu, ha ha, không ngờ loại bí thuật này, lại được đồ bỏ đi thủ công này nắm trong tay. Hả, thì ra từng ở huyền thiên tiên vực từng có kỳ duyên gặp à, được lắm, bây giờ bí thuật này thuộc về mình rồi. Tô Thương đối với bí thuật nối liền lại máu thịt này cực kỳ hài lòng, đồng thời nhìn về phía thụ công đang nửa chết nửa sống, cười lạnh nói cảm ơn anh, tôi cho anh chết thoải mái vậy. Nói xong, Tô Thương không lưu tình chút nào, bỗng nhiên đưa tay, sau một giây thụ công liền hoàn toàn chết đi. Vì để đề phòng bất trắc xảy ra, đến linh hồn thụ công, cũng bị Tô Thương lấy bí thuật câu hồn hấp thu. Phong Khê thiếu gia. Sau khi gạt bỏ thụ công, ánh mắt Tô Thương nhìn vào trên người Phong Khê thiếu gia, mặt trầm như nước nói, bây giờ, đến lượt anh. Tô Thương. Phong Khê thiếu gia trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi, phụng trộm cân nhắc một phen, cảm thấy mình cùng Thanh Hải hai người liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào chiếm được ưu thế hơn Tô Thương. Dù sao bây giờ anh ta hắn mới biết được, Tô Thương có thể đồng thời khống chế hai món chí bảo. Có điều. Mặc dù trong lòng rất hoảng, nhưng Phong Khê thiếu gia không biểu hiện ra ngoài, ngược lại bên ngoài lại có lòng tin tràn đầy, bí mật truyền âm nói, Thanh Hải, đừng sợ, cậu ta không làm gì được chúng ta đâu. Đợi chút nữa chúng ta đồng loạt ra tay, cậu ta chắc chắn phải điều khiển hai món chí bảo, phân biệt chia ra đấu với chúng ta. Phong Khê thiếu gia truyền âm tiếp, cứ như vậy, chúng ta không có nguy hiểm cho nên không cần hoảng sợ. Nhưng nếu như vậy, chúng ta cũng bắt không được Tô Thương, tiếp tục đánh thì sẽ bất lợi cho chúng ta. Cho nên, chỉ bằng thế này đi, một mình anh chống đỡ hai món chí bảo, tôi tới giết Tô Thương. Phong Khê thiếu gia chắc chắn nói, tin tưởng tôi, vừa rồi tôi ẩn giấu thực lực, chỉ cần tôi toàn lực ra tay, Tô Thương chắc chắn phải chết không nghi ngờ, tôi có thể ồ ập tức xóa sổ cậu ta. Thanh Hải nghe được Phong Khê thiếu gia truyền âm, cũng không có đáp lại, mà chính là lộ ra một nụ cười. Việc đã đến nước này, ông ta không cần thiết ngụy trang nữa. Bởi vì anh ta nhận ta được, Tô Thương đồng thời khống chế hai món chí bảo, cực kỳ phí sức. Dù là không có Phong Khê thiếu gia, Thanh Hải bộc lộ ra thực lực cảnh giới hóa thần, cũng có thể giết chết Tô Thương. Tôi đã nhìn ra, Tô Thương ưa thích dùng tháp hư không phòng ngự, nếu như tháp hư không không rời khỏi cậu ta, chỉ sợ tôi không cách nào công phá hàng vạn luồng ánh sáng được. Phong Khê thiếu gia chưa thấy Thanh Hải trả lời, còn tưởng rằng Thanh Hải đồng ý, dù sao trong mắt anh ta, Thanh Hải chỉ là tiểu đệ mà thôi, chắc chắn sẽ nghe theo chính mình phân phó. Thế là nói tiếp, sau đó tôi giả vờ bỏ trốn, Tô Thương muốn giết tôi, chắc chắn sẽ không kịp chờ đợi mà dùng hai món chí bảo cùng lúc để công kích tôi, để giữ tôi lại. Cũng đúng lúc này, anh đến đây ngăn cản hai món chí bảo, còn tôi thì đi giết Tô Thương, lấy tâm thế sét đánh không kịp bưng tai, cậu ta chắc chắn không cách nào tránh né. Coi như cậu ta muốn điều động tháp hư không phòng thủ, cũng đã không còn kịp rồi, đến lúc đó cậu ta không chết, thì cũng phải chết. Phong Khê thiếu gia càng ngày càng kích động, nhìn sang Thanh Hải mà nói, tôi bắt đầu đây, Thanh Hải, anh chuẩn bị sẵn sàng đi. Truyền âm kết thúc, Phong Khê thiếu gia lập tức hành động, thả người xuyên qua tháp hư không đang làm bình phong bí mật theo hướng đông mà chạy trốn. Có điều. Tô Thương lại đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Phong Khê thiếu gia rời đi, cũng không có ý muốn truy tìm. Tô Thương không nhúc nhích, Thanh Hải tất nhiên cũng không nhúc nhích. Mà trên mặt nở nụ cười, thích thú đánh giá Tô Thương. Ha ha ha, cái tên ngu ngốc Tô Thương này, chắc hẳn đoán được mưu kế của tôi, không còn dám đuổi. Cậu ta thật đúng là đại ngu ngốc mà, nếu như cậu ta đuổi tới, Thanh Hải tất nhiên ngăn không được hai kiện chí bảo, dù là Thanh Hải ngăn chặn một lát, cũng vô dụng, mình căn bản không có khả năng giết chết cậu ta, thậm chí mình có lẽ đều không phải là đối thủ của cậu ta. Kể từ đó, mình và Thanh Hải đều đi không nổi, ha ha ha, đáng tiếc quá, Tô Thương quá nhát gan. Thanh Hải cũng là một cái tên ngu ngốc, mình nói cái gì anh ta cũng tin cái đó, loại người này đi đến trái đất, có làm được cái gì, bị mình lừa dối như thế, mình bán anh ta đi, anh ta cũng muốn kiếm tiền thay mình, ha ha ha. Phong Khê thiếu gia phát hiện Tô Thương không có đuổi theo, sướng đến phát rồ rồi,
trong lòng khinh bỉ Tô Thương cùng Thanh Hải một trận, sau đó đi bộ không ngừng, vội vàng chạy trốn. Mặc dù lần này tổn binh hao tướng, nhưng cái này cũng không đáng kể, chỉ cần Viêm Long Tiên Đế đến, Tô Thương tất nhiên không đủ gây sợ. Chấm chấm chấm. Một bên khác, Tô Thương cùng Thanh Hải, mặt đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau, không ai ra tay trước. Cậu đều biết rồi hả? Lúc này, Thanh Hải mở miệng trước tiên, lạnh lùng hỏi thăm. Tô Thương nghênh tiếp ánh mắt Thanh Hải, nói ra anh muốn nói cái gì? Tất nhiên là tác dụng của Phong Khê Thiếu Gia. Thanh Hải nhẹ khẽ cười nói, cậu không có đuổi theo Phong Khê Thiếu Gia, để cho anh ta rời đi, chắc hẳn biết một số việc nhỉ. Ừm. Tô Thương không phủ nhận, ngược lại cười nói, tôi không chỉ có biết tác dụng của anh ta, tôi còn biết tác dụng của anh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh ngay lúc linh khí khôi phục, gạt bỏ Phong Khê Thiếu Gia, đón Viêm Long Tiên Đế nhập vào, không biết tôi nói có đúng không? Quả thực như thế. Thanh Hải nhếch miệng lên, sau đó nghi ngờ nói, nếu cậu đã biết, vì sao không giết Phong Khê Thiếu Gia bây giờ? Bây giờ không phải là thời cơ tốt, cho dù Phong Khê Thiếu Gia chết rồi, Viêm Long Tiên Đế cũng sẽ không nhập vào PF. Thanh Hải không hiểu hỏi, tôi không nghĩ được, chẳng lẽ cậu hy vọng Viêm Long Tiên Đế đến trái đất? Thông minh đó. Tô Thương cười cười nói, Viêm Long Tiên Đế nếu như không đến, thì tôi giết anh ta thế nào được chứ? Giọng điệu thật lớn, Tô Thương, cậu chỉ là Nguyên Anh mà thôi, cậu biết khoảng cách chênh lệch giữa cậu cùng Viêm Long Tiên Đế chứ? Thanh Hải cười lạnh nói, đừng nói giết Viêm Long Tiên Đế, ngay cả một ánh mắt cậu ấy cũng có thể khiến cậu hồn phi phách tán. Ha ha, Thanh Hải, cậu không cần lôi dụ dỗ tôi nói ra đâu, mà tôi cho cậu cũng không sao. Tô Thương không giấu giếm nói, mặc dù tôi giết không được Viêm Long Tiên Đế, nhưng trái đất lại có người có thể làm được, chỉ cần Viêm Long Tiên Đế dám đến, anh ta chắc chắn phải chết. Cái gì? Nghe được câu này, Thanh Hải nhất thời sắc mặt nghiêm túc. Trái đất thật sự có người có thể gạt bỏ Viêm Long Tiên Đế. Nhìn dáng vẻ Tô Thương, không giống như là đang nói láo. Hơn nữa, Tô Thương biết rõ tác dụng của Phong Khê Thiếu Gia, lại thả Phong Khê Thiếu Gia đi, ung dung tự tin như vậy, chẳng lẽ Tô Thương lại không nói láo sao? Vì sao lại nói cho tôi biết những này? Thanh Hải nhìn chăm chú Tô Thương, hỏi thăm. Bởi vì, Tô Thương nhìn qua Thanh Hải. Mặt trầm như nước nói, đêm nay anh sẽ chết, chết trong tay tôi. Bây giờ, ở nơi đó chỉ còn một mình Thanh Hải, Tô Thương nắm trong tay hai chí bảo đương nhiên tự tin tràn trề. Nếu như Thanh Hải chỉ là hóa thần sơ kỳ thì Tô Thương cũng tuyệt đối nắm chắc có thể giết chết anh ta. Đương nhiên, nếu như thực lực của Thanh Hải khá mạnh thì Tô Thương cũng không sợ, cùng lắm đánh không lại thì anh liền giao anh ta lại cho Bạch Khởi. Mặc dù Tô Thương không phát hiện ra được khí tức của Bạch Khởi, nhưng anh cũng quả quyết rằng, Bạch Khởi chắc chắn đang quan sát ở quanh đây thôi. Chuyện này, vốn là do Bạch Khởi gây nên, mà mình lại là nhân vật then chốt cho việc linh khí khôi phục lại. Bạch Khởi cấp bách muốn linh khí khôi phục thành công, cho nên chắc chắn anh ấy sẽ không để mình gặp nguy hiểm được. Tô Thương biết, Bạch Khởi chỉ là cảm thấy mình bị anh đánh tơi bời một trận, khiến anh ấy mất mặt. Cho nên mới dụ ba người Phong Khê Thiếu Gia đến đây để trả thù anh. Theo như Bạch Khởi thấy thì ba người Phong Khê Thiếu Gia hoàn toàn có thể đánh mình được. Vì để bảo vệ sự an toàn cho mình, thúc đẩy linh khí khôi phục lại, Bạch Khởi 100% sẽ ở gần đây, chuẩn bị ra tay hỗ trợ bất kỳ lúc nào. Nếu không, lỡ như Tô Thương ngủm củ tỏi rồi thì còn có ai có thể khởi động linh khí khôi phục nữa đây, Bạch Khởi sẽ không biết nặng nhẹ như thế được. Trên người Tô Thương có tháp hư không và chìa khóa Đông Phủ, cho dù đối diện với hóa thần đỉnh phong thì vẫn có sức chạy trốn được. Mà thực lực của Thanh Hải, trước khi đánh nhau thật sự thì mặc dù Tô Thương không có cách gì nhìn chính xác được nhưng anh chắc chắn anh ta cũng không vượt qua hóa thần, vì vậy Tô Thương cũng không sợ hãi cho lắm. Anh cảm thấy có thể giết được tôi sao? Giờ này phút này, Thanh Hải sau khi nghe Tô Thương nói thì khẽ nhếch miệng lên cười đùa nói. Nếu như anh đã biết thì Viêm Long Tiên Đế sai tôi đến trái đất là vì ngay thời khắc then chốt sẽ giết đi Phong Khê Thiếu Gia. Vậy thì anh chắc đã có thể nghĩ ra được cảnh giới của tôi không chỉ là Nguyên Anh nhỉ, tôi chắc hẳn sẽ vượt qua luôn cả Phong Khê Thiếu Gia khi trong trạng thái tốt nhất,
mạnh hơn rất là nhiều luôn đấy nhé, có thể giết người trong nháy mắt đấy. Thanh Hải nói tiếp, thực lực của Phong Khê thiếu gia chắc anh cũng đã biết, nắm trong tay chùy tử kim, uy lực khiến ai nấy cũng phải khiếp sợ. Tô Thương, anh đoán xem, tôi bây giờ là cảnh giới gì nào? Tô Thương khinh thường nói, hóa thần, cái này mà còn cần phải đoán sao? Nếu đã biết thì sao anh còn dám mạnh miệng vậy chứ? Thanh Hải cười nhạo nói, có phải mạnh miệng hay không cứ thử là biết liền thôi, không phải sao? Tô Thương nhíu mày. Ha ha! Thanh Hải lạnh lùng nói, Tô Thương, thật đúng là một tên không biết sợ mà, tôi không khoác lác, nhưng mà cho dù anh có trong tay hai chỉ bảo kia, chỉ cần tôi muốn giết anh thì cũng không cần tốn quá nhiều sức đâu nhé. Dù sao, đứng trước cao thủ có thực lực tuyệt đối thì chí bảo cũng chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Tô Thương nhìn chăm chú Tô Thương, mặt trầm như nước nói, nhưng mà, Tô Thương, trước khi anh chết có thể nói cho tôi biết, anh và Huyền Thiên Tiên Đế kia là có quan hệ gì không? Tôi, chính là Huyền Thiên Tiên Đế, Tô Thương thản nhiên trả lời. Hậu nhân nhà họ Tô. Huyền Thiên Tiên Đế sao? Thanh Hải trong nháy mắt phản ứng lại, lẩm bẩm tự nói với mình, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Chẳng trách Viêm Long Tiên Đế muốn giết anh như vậy, thì ra anh chính là vị đại nhân vật thông thiên kia. Thanh Hải mỉm cười nói, Huyền Thiên Tiên Đế, tôi biết anh vì sao mà chuyển thế trọng sinh, chẳng qua là vì anh đánh cược thua, nhưng lại luôn lo lắng cho trái đất cho nên mới nghĩ ra một thân phận mới, ở trái đất khuấy đảo phong vân, ngăn cản cậu chủ của tôi làm bá chủ tinh cầu này. Chỉ là đáng tiếc nha, Huyền Thiên Tiên Đế anh tung hoành cả đời, ngay lúc thời khắc mạnh nhất của mình, ngay cả cậu chủ của tôi cũng tuyệt đối chưa dám chắc là thắng được anh. Nhưng anh lại vì trái đất mà làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, anh mượn xác trọng sinh thì cũng thôi đi, nhưng anh hết lần này đến lần khác lại lựa chọn luân hồi chuyển thế. Ha ha ha, ngu xuẩn mà. Thanh Hải cười nhạo nói, anh bây giờ, căn bản không cần cậu chủ của tôi ra tay, chỉ dựa vào mình tôi thôi thì cũng có thể giết chết anh rồi, anh lấy cái gì mà bảo vệ tinh cầu này chứ? Tô Thương không nhịn được nữa nói, Thanh Hải, anh nói hết chưa, hết rồi thì ra tay đi. Ha ha, ngông cuồng. Thanh Hải liên tục cười nhạo, sau đó trầm giọng nói, nếu anh đã khăng khăng muốn chết như vậy thì tôi đành giết anh vậy, sau đó lại lấy đi trí nhớ của anh. Nếu như tôi có được pháp môn tu luyện của anh, cộng thêm hai chí bảo tháp hư không và chìa khóa đông phủ, thì sau khi linh khí ở trái đất được khôi phục lại, tôi sẽ nhanh chóng thăng lên đỉnh phong. Đến lúc đó Viêm Long Tiên Đế cũng chẳng là gì cả. Ồ! Tô Thương nghe vậy, mỉm cười nói, anh muốn phản lại Viêm Long Tiên Đế à? Lẽ nào anh không sợ anh ta xuống trái đất sao? Còn nữa, anh gọi anh ta là cậu chủ, chắc hẳn là đã ký khế ước linh hồn với anh ta rồi, thì sao lại còn dám phản bội lại Viêm Long Tiên Đế chứ? Ha ha, anh hỏi quá nhiều rồi, về chuyện này tôi không muốn trả lời anh. Thanh Hải mập mờ nói, nhưng mà, tôi có thể chắc chắn là, chỉ cần phương pháp thỏa đáng thì trong một khoảng thời gian dài sau này, Viêm Long Tiên Đế cũng sẽ không xuất hiện. Về phần khế ước linh hồn, ha ha, thứ này quả thực phiền phức, nhưng mà, chỉ cần Viêm Long Tiên Đế không xuất hiện thì khế ước linh hồn cũng chẳng si nhê gì nữa. Chờ tôi mạnh đến một trình độ nhất định, bước vào cảnh giới trên cả cảnh giới tiên đế thì khế ước linh hồn còn làm khó tôi được nữa sao? Thanh Hải dã tâm mãnh liệt nói. Cảnh giới trên cả cảnh giới tiên đế sao? Tô Thương khẽ cười nói, anh thật dám nghĩ ghê, mấy ngàn năm lại đây, khắp cả thiên hạ bao la này cũng chưa từng xuất cao thủ nào có cấp bậc như thế, anh chỉ là một hóa thần nhỏ nhoi, vậy mà lại có cách nghĩ này, thật quá nực cười mà. Anh biết gì chứ, bố cục của Viêm Long Tiên Đế ở trái đất cũng chính là vì cái cảnh giới đó. Thanh Hải cười nhạo nói, nếu như kế hoạch của tôi thành công thì Viêm Long Tiên Đế vĩnh viễn sẽ không bao giờ có cách gì đặt chân lên trái đất được, nếu vậy thì tôi có thể chiếm lấy thành quả của anh ta, ha ha ha. Được rồi, Tô Thương, không nói nhiều với anh nữa, bây giờ, anh có thể chết rồi, anh chính là viên đá lót đường trên con đường vô địch của tôi. Vừa dứt lời thì Thanh Hải không che giấu nữa, uy áp khủng bố của cảnh giới hóa thần, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nơi đó. Hóa thần sơ kỳ, hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ, hóa thần, đỉnh phong. Tên Thanh Hải này thật sự đã đặt chân lên cảnh giới hóa thần đỉnh phong rồi.
không nghi ngờ gì nữa anh ta chính là người mạnh nhất trong 10 người đến trái đất. Lâu nay, Thanh Hải vẫn luôn cải trang thành một cao thủ nguyên anh, mọi việc đều để Phong Khê thiếu gia làm chủ, hoàn toàn không để ai nhìn ra. Nhưng ai mà ngờ, anh ta vậy mà là hóa thần đỉnh phong, so với Phong Khê thiếu gia còn cao hơn cả một cảnh giới cực cao nữa. Cảm nhận được khí tức của Thanh Hải, Tô Thương khẽ nhíu mày, thoáng có chút kinh ngạc. Nhưng mà, anh cũng không kinh hoàng chút nào, đánh không lại thì rút lui, dù sao anh vẫn còn có một nhân vật bá đạo thay anh giải quyết hậu quả mà. Lúc này, Thanh Hải cũng không trì hoãn thời gian, trực tiếp xông về phía Tô Thương, ra một đòn mạnh nhất, rõ ràng là anh ta không muốn dây dưa, dự định một chiêu giết chết Tô Thương. Để tôi thử xem, đòn tấn công của hóa thần đỉnh phong rốt cuộc có mấy phần uy lực. Tô Thương không tránh đi mà điều động tháp hư không phòng thủ. Bù! Trong chốc lát, tháp hư không xuất hiện trên đỉnh đầu của Tô Thương, chiếu rọi xuống hàng ngàn tia sáng, tạo thành bức tường ánh sáng không gì xâm phạm được bao phủ lấy Tô Thương. Cùng lúc đó, Tô Thương động ý niệm một cái đem chìa khóa đông phủ đánh thẳng về phía Thanh Hải. Nhưng, sau một giây, chìa khóa đông phủ liền bị một chưởng của Thanh Hải đánh bay đi, căn bản không hề có tác dụng gì. Tuy vậy, nhưng chìa khóa đông phủ cũng không bị hề hấn gì, chỉ là bị đánh bay đi mà thôi. Dù sao đây cũng là để khí của Long Tổ, mặc dù bây giờ không phải là chí bảo đỉnh phong nhưng một tên hóa thần nhỏ nhoi cũng không thể phá hủy nó được. Tô Thương, chết đi, tháp hư không cũng không cứu được anh đâu. Cùng lúc đó, uy thế của Thanh Hải không hề giảm, trực tiếp lao thẳng về phía Tô Thương, trong mắt tràn đầy sát ý. Trong nháy mắt, bàn tay của Thanh Hải liền đập mạnh vào bức tường ngàn tia ánh sáng kia. Trong lúc nhất thời, một luồng dư chấn kinh khủng của trận đấu hiện lên như những gợn sóng bị đẩy ra bốn phía tháp hư không rung rinh, ngàn tia sáng lúc đầu tỏa ra ánh sáng chói lòa thì bây giờ ánh sáng dần lờ mờ đi. Tô Thương ở trong tháp hư không liền phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, hiển rõ là đã bị chấn thương rồi, hơn nữa còn không hề nhẹ. Lúc trước thử công tấn công tháp hư không, Tô Thương cũng bị chấn thương, nhưng mà lần đó, vết thương của Tô Thương rất nhẹ, hầu như là không sao cả. Hơn nữa, lần đó Tô Thương cũng không dùng toàn lực ra để phòng thủ, nhưng lần này thì khác. Tô Thương khởi động huyết tế, cưỡng ép sử dụng tháp hư không, dùng lực phòng thủ mạnh nhất vậy mà vẫn bị Thanh Hải đánh một chưởng bị trọng thương. Hừ, vậy mà không giết chết anh sao? Thanh Hải có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười nhạo nói, ha ha ha, không sao, chưởng sau thì anh chết là cái chắc. Vừa nói, Thanh Hải lại giơ tay lên, muốn một chiêu giết chết Tô Thương. Tô Thương thấy vậy thì anh ý thức được mình không chống trả lại được nữa rồi, thế là đồng ý niệm một cái, đem tháp hư không và chìa khóa đông phù ném về phía Thanh Hải để ngăn cản anh ta lại. Còn mình thì thi triển chỉ xích thiên nhai, thân ảnh nhanh chóng lùi về sau, trong nháy mắt đã rời khỏi tiệm lẩu. Cùng lúc đó, dưới ảnh hưởng của tháp hư không, tiệm lẩu bị thu vào chiều không gian đã xuất hiện trở lại trong thế giới thực. Tiệm lẩu lại xuất hiện trong không trung rồi. Tối nay gặp quỷ rồi. Tôi nói ở đây có một tiệm lẩu mà, tôi không có nhầm, nhưng lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy, tại sao tiệm lẩu lại biến mất? Có người từ trong tiệm lẩu bay ra kìa, nhanh nhìn xem, là bay lên trời đó. Không chỉ có một người, còn có một người nữa, đợi đã, hai thứ đó là gì vậy, một cái tháp, một cái chìa khóa sao? Những người đi đường xung quanh, lập tức bao quanh lại, nhao nhao lên bàn tán. Cùng lúc đó, Tô Thương điều động linh khí còn sót lại trong cơ thể bay lên giữa không trung. Thanh Hải đương nhiên cũng đuổi theo tới nơi rồi, chỉ là anh ta bị tháp hư không và chìa khóa đông phủ quấn lấy, tốc độ có chậm đi một chút, nếu không sớm đã đuổi kịp Tô Thương rồi. Nhưng dù vậy, thì khoảng cách giữa Thanh Hải và Tô Thương cũng đang dần rút ngắn lại. Cứ như vậy mà phát triển tiếp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chỉ trong vòng nửa phút thì Tô Thương không thể trốn đi đâu được nữa rồi. Tô Thương, đánh không lại liền bỏ chạy, uống cho danh xưng huyền thiên tiên đế quá, ha ha. Tôi vậy mà đang truy sát huyền thiên tiên đế đó nha, nghĩ thôi cũng kích động rồi, đây là chuyện tuyệt đỉnh nhất nửa đời trước của tôi rồi nha. Thanh Hải vừa đuổi theo vừa cười nhạo nói, nhưng mà, anh làm vậy cũng chỉ uống công vô ích thôi.
đương nhiên cũng không chạy khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Tô Thương không quan tâm nhiều như vậy, thân ảnh không ngừng chạy trốn, đồng thời liên hệ Bạch Khởi, thúc giục Bạch Khởi mau ra mặt. Phía sau hai người, Bạch Khởi mang một đôi giày tây cũng đang xuyên qua những đám mây. So với bầu không khí căng thẳng giành giật từng giây phút người đuổi ta chạy của Tô Thương và Thanh Hải thì Bạch Khởi thoải mái hơn nhiều, anh ta như đang nhàn nhã đi tản bộ vậy. Ha ha, Tô Thương à Tô Thương, tên nhóc nhà anh cũng có ngày hôm nay, bị người ta hung hăng truy đuổi mà chật vật chạy trốn, mái, thoải mái quá. Bạch Khởi trong lòng cười thầm nói, cứ để cho anh cảm nhận một chút niềm vui bị đuổi giết đi nhé, đây chính là gieo gió gặt bão, để xem sau này anh còn dám phách lối nữa không. Hừ, không đúng, sao Tô Thương lại gọi mình, lẽ nào anh ấy biết được là do mình bày ra rồi sao? Bỗng nhiên, Bạch Khởi như nghĩ ra chuyện gì, nhưng mà sau đó liền nói, ừ hừ, cứ xem như anh ấy đã biết thì sao chứ, ông đây thực lực mạnh như vậy, hả lại sợ anh ấy sao? Về phần sau này, mặc dù anh ta thiên phú bẩm sinh, nhưng ông đây cũng chẳng phải ăn chay, sau khi linh khí khôi phục lại, nói không chừng mình sẽ trở nên bất khả chiến bại. Hơn nữa, tôi có Long Tổ làm chỗ dựa, Tô Thương có mạnh hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì, chắc chắn sẽ không vượt qua Long Tổ được, anh đừng mơ mà ăn hiếp tôi nữa. Bạch Khởi suy tính rất xa, cảm thấy cho dù có đắc tội với Tô Thương rồi thì sau này cũng chẳng sao cả. Cho nên Bạch Khởi cũng không vội vàng ra tay, mà cứ từ từ chậm rãi theo phía sau, chờ xem kịch hay của Tô Thương. Đương nhiên, nếu như Tô Thương thật sự sắp chết rồi thì anh ấy tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù sao thì Tô Thương cũng chính là nhân vật then chốt để khởi động linh khí khôi phục lại. Cứ như vậy Tô Thương lại sợ hãi chạy thêm mười mấy giây, cả người đều mệt lả đi. Bạch Khởi, anh đúng là chó mà, còn không mau ra đây, lẽ nào không sợ tôi chết rồi? Không có người đi khởi động linh khí hồi phục sao? Tô Thương âm thầm chửi mắng, trong lòng hết sức lo lắng, nhưng sau đó anh lại nghĩ ra một cách hóa giải. Chó Bạch Khởi nhất định sẽ không để mình chết, lúc này chắc chắn đang lặng lẽ trốn trong bóng tối cười nhạo mình. Đã như vậy thì sao mình lại phải chạy trốn nữa chứ, cứ dứt khoát đứng tại chỗ chờ chết, ép anh ấy mau ra tay. Nghĩ đến đây, Tô Thương liền dứt khoát dừng chân lại, xoay người mỉm cười nhìn về phía Thanh Hải. Cùng lúc đó, anh thậm chí còn thu lại tháp hư không và chìa khóa Đông Phủ về lại cơ thể của mình, cứ như vậy bình tĩnh đứng chờ. Hừ. Thanh Hải thấy vậy thì cũng dừng lại theo, cảnh giác nhìn chăm chú Tô Thương, nhíu mày nói, Tô Thương, anh đang làm trò quỷ gì vậy? Không đúng nha. Chuyện này không đúng lắm nha. Đang yên đang lành sao Tô Thương lại dừng lại, còn thu lại tháp hư không và chìa khóa Đông Phủ nữa. Tôi còn có thể làm trò quỷ gì nữa chứ? Tô Thương xua xua hai tay, bất đắc dĩ nói, đại ca Thanh Hải, anh mạnh như vậy, tôi đánh không lại anh, cũng sắp bị anh đuổi kịp rồi. Dù sao thì sớm muộn gì cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ bằng tiết kiệm chút sức lực, anh cứ trực tiếp mà giết chết tôi đi cho rồi. Hừ! Thanh Hải có chút kiêng dè, nhìn chung quanh, sau khi xác định bốn phía không có ai, thì mới lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ. Tôi há mà mắc mưu của anh, chịu chết đi. Kỳ thực, hành động khác thường của Tô Thương cũng khiến Thanh Hải vô cùng kiêng dè. Dựa vào bản tính thận trọng của Thanh Hải, khi gặp phải tình huống này thì tất nhiên chính là muốn bỏ đi rồi, anh ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu để anh ta có thể sống lâu như vậy ở ngoại vực. Nhưng sự dụ hoặc của Tô Thương quá lớn, nào là tháp hư không, chìa khóa Đông Phủ, các bí thuật của Huyền Thiên Tiên Đế. Thanh Hải vẫn bị u mê đến choáng váng đầu óc, cho nên mới không bận tâm nhiều như vậy, quả quyết ra tay giết chết Tô Thương. Tô Thương cũng không có phản kháng lại, đứng yên tại chỗ, ngay cả linh khí cũng không điều động, anh đã chuẩn bị sẵn tư thế chịu đòn. Bạch Khởi đang ẩn nấp trong bóng tối thấy cảnh tượng này thì sắc mặt lập tức đen lại. Anh ấy đương nhiên nhìn ra được ý đồ của Tô Thương, dự định lấy cái chết ra để ép mình ra tay. Mặc dù nhìn thấu nhưng Bạch Khởi lại không thể không ra tay. Mẹ nó, Tô Thương, tên nhóc láo cá, anh thắng rồi. Bạch Khởi nghiến răng nghiến lợi, hung hăng mắng, sau cùng lựa chọn tay, trực tiếp chắn ngang trước mặt Tô Thương. Một chưởng này của Thanh Hải đánh mạnh lên người Tô Thương, linh khí tàn phá hết mọi thứ xung quanh, nhưng lại không hề hấn gì với Bạch Khởi.
Cái gì? Thanh Hải kinh ngạc, tập trung nhìn thì phát hiện ở nơi đó lại xuất hiện thêm một người, lập tức hoảng sợ nói anh. Anh là ai, đến đây từ lúc nào hả? Thanh Hải hoảng rồi. Anh ta sợ Tô Thương gài bẫy, từ đầu đến cuối anh ta vẫn luôn chú ý đến bốn phía, lại không nghĩ rằng, còn có người có thể vô thanh vô tức xuất hiện ngay trước mặt mình. Mình đã là hóa thần đỉnh phong, người mới đến này rốt cuộc là thực lực gì, vậy mà khủng bố như thế. Còn nữa, một trường này của mình, đã dùng toàn bộ sức lực, ngay cả người tu chân cảnh giới độ kiếp sơ kỳ cũng không có khả năng cứ thế chống đỡ mà một cọng lông cũng không bị tổn hại gì. Chẳng lẽ, người đột nhiên xuất hiện này, cảnh giới đã vượt qua hóa thần, thậm chí còn vượt qua cả độ kiếp sơ kỳ. Nghĩ tới đây, Thanh Hải liền run sợ trong lòng, mắt lộ ra sợ hãi khó mà che lấp. Tôi vẫn luôn ở đây. Bạch Khởi giọng điệu bình thản nói, về phần tên họ của tôi. Ha ha, một tên ngoại vực rác rưởi vẫn chưa có tư cách để biết. Lúc nói chuyện, Bạch Khởi đứng chắp tay, mang một đôi giày tây. Trông giống như một vị lãnh đạo thành phố, tất cả khí tức trên cơ thể anh ấy đều được ẩn giấu đi. Thanh Hải ánh mắt phức tạp, trong lòng đã sớm sinh ra ý nghĩ chạy trốn, nhưng anh ta biết rõ, chính mình căn bản là không có cách nào chạy trốn khỏi người đang ở trước mặt được. Thế là, anh ta cũng không có chạy trốn nữa, mà mở miệng nói, tiền bối, hôm nay tôi nhận thua, có thể cho tôi một cơ hội sống không? Anh lần này tới Giang Bắc. Chắc hẳn cũng là vì chuyện linh khí khôi phục, là cao thủ của trái đất tất nhiên sẽ hy vọng linh khí khôi phục thành công. Thanh Hải không dám đối mặt với Bạch Khởi, mà cúi đầu xuống nói tiếp, chỉ cần anh chịu thả tôi thì tôi sẽ đem toàn bộ những gì tôi biết nói cho anh hết. Không cần, tôi không có hứng thú với những thứ đó. Bạch Khởi lạnh lùng nói, liên quan tới linh khí khôi phục, chắc hẳn tôi còn biết nhiều hơn anh nữa. Không. Thanh Hải vội vàng nói. Linh khí khôi phục có một biến số lớn nhất chính là Viêm Long Tiên Đế, tôi là thủ hạ mà anh ta tín nhiệm nhất, tôi biết rất nhiều bí mật của anh ta. Anh ta đã hạ một bàn cờ lớn, nếu để cho anh ta đạt được thì trái đất tất nhiên không cách nào bước vào thời đại linh khí khôi phục được nữa. Thanh Hải cắn răng nói, tiền bối, anh phải tin tôi có thể lấy linh hồn ra mà thề, không hề nói dối. Một bàn cờ lớn. Bạch Khởi nhíu nhíu mày. Sau đó lắc đầu cười nói, ha ha, cái này không đủ trở thành lý do để tôi không giết anh, tôi hoàn toàn có thể chiếm lấy trí nhớ của anh, sau đó tự nhiên sẽ biết hết thảy thôi. Nói xong, Bạch Khởi liền muốn ra tay. Tiền bối. Thanh Hải thấy vậy liền lui lại một bước, vội vàng nói, mặc dù tôi không phải là đối thủ của anh, thậm chí còn chênh lệch rất lớn so với thực lực của anh, nhưng Viêm Long Tiên Đế đã sớm bố trí kết giới cho linh hồn của tôi. Một khi có người muốn cưỡng ép rút ra trí nhớ của tôi, thì linh hồn của tôi sẽ nổ tung trong nháy mắt, đến lúc đó, anh cũng đừng hòng biết được bí mật của Viêm Long Tiên Đế. Thanh Hải cắn răng nói, không tin, anh có thể thử một lần, chỉ là hy vọng tiền bối sẽ không hối hận. Ồ, Bạch Khởi khẽ nhíu mày, sau đó bất mãn nói, anh đang uy hiếp tôi sao? Con người của tôi, ghét nhất là bị người khác uy hiếp, tính mạng của anh với tôi mà nói. Có thể giết hoặc không giết. Bạch Khởi lạnh lùng nói, ngay lúc anh không có uy hiếp tôi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc tha cho anh khỏi chết, nhưng bây giờ, anh, nhất định phải chết, bởi vì, không có người nào có thể uy hiếp tôi. Vừa dứt lời thì, Bạch Khởi liền muốn ra tay. Nhưng mà lúc này, Tô Thương lại nói, Bạch Khởi tiền bối, không nên kích động, nghe một chút xem anh ta muốn nói gì cũng không sao. Nhìn dáng vẻ của Thanh Hải, không giống tìm cớ, chẳng lẽ Viêm Long Tiên Đế thật sự có bố trí khác sao? Bạch Khởi nhìn thoáng qua Tô Thương, sau khi suy nghĩ một hồi thì cuối cùng vẫn gật đầu, giữ thể diện cho Tô Thương. Nói đi. Bạch Khởi thản nhiên nói, con người của tôi, từ trước đến nay luôn tuân thủ lời hứa, nếu như anh thật sự nói ra những bí mật mà tôi không biết, thì tôi có thể tha cho anh một mạng. Nhưng nếu như anh vì mạng sống, mà tìm cớ bịa đặt, nói những chuyện không có thật, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Bạch Khởi trầm giọng nói. Đa tạ tiền bối, tôi có thể cam đoan, bí mật của tôi có ý nghĩa cực lớn đối với hai anh. Thanh Hải được trọng dụng mà sợ hãi, ôm quyền, âm thầm thở dài một hơi, sau đó liền nói ra, Viêm Long Tiên Đế khao khát trái đất, đã không phải là chuyện 100-200 năm, mà vài ngàn năm trước,
anh ta đã muốn chiếm trái đất thành của riêng mình, tìm kiếm cơ hội đột phá đến cảnh giới trên cảnh giới tiên đế. Vì muốn đạt được mục đích này, anh ta tính trăm phương ngàn kế, hao tốn rất lớn công sức, nhưng không biết làm sao mà người tu chân ở trái đất phản kháng rất mãnh liệt, còn có nhiều người trái đất chịu hy sinh vì nghĩa, dấn thân vào trận pháp bảo vệ thiên nhiên của trái đất, tăng cường sức mạnh cho trận pháp, đến mức Viêm Long Tiên Đế cũng bị áp chế, từ đầu đến cuối cũng không cách nào dựa vào trạng thái mạnh nhất để đến trái đất. Khoảng 2.000 năm trước, Viêm Long Tiên Đế từng đến trái đất một lần, thông qua cánh cổng thời không, cảnh giới của anh ta bị hạ xuống chỉ còn là cảnh giới chuẩn tiên đế đỉnh phong. Thanh Hải rủ rỉ nói, lần đó, anh ta đã là người vô địch ở trái đất rộng lớn như vậy cũng không có ai là đối thủ của anh ta, bởi vì trái đất không có cao thủ cảnh giới tiên đế, mạnh nhất cũng chỉ là chuẩn tiên đế mà thôi. Đã từng có hơn 10 người trái đất cảnh giới chuẩn tiên đế liên thủ lại nghênh chiến với Viêm Long Tiên Đế. Viêm Long Tiên Đế có chút không chống đỡ lại nổi, cùng cảnh giới thì anh ta có thể đánh thắng được một người, hai người, ba người nhưng đối phương là 10 người chuẩn tiên đế đỉnh phong, rất nhanh Viêm Long Tiên Đế đã thua trận. Thanh Hải nói tiếp, nhưng Viêm Long Tiên Đế khống chế được cánh cửa thời không, đánh không lại thì có thể chạy trốn. Những người kia thì không thể giờ giờ phút phút tụ tập đông đủ ở một chỗ được, cứ như vậy, Viêm Long Tiên Đế liền có thể tìm được cơ hội, đánh lẻ từng người một. Nhưng Viêm Long Tiên Đế thiếu nhất chính là thời gian, anh ta không muốn kéo dài tình trạng này, chuẩn tiên đế của trái đất cũng có kiêng kỵ, thế là hai bên liền bắt đầu đàm phán. Thanh Hải lại nói, kết quả đàm phán cuối cùng chính là Viêm Long Tiên Đế dùng cảnh cửa thời không đưa mười mấy vị chuẩn tiên đỉnh phong kia đi đến ngoại vực. Lúc đó, ngoại vực đối với những người tu ở trái đất mà nói vô cùng có sức hấp dẫn, cũng khó trách vì lúc đó linh khí ở trái đất đã dần suy giảm rồi. Những người tu chân ở trái đất đó nếu như tiếp tục ở lại trái đất thì rất khó có cơ hội đột phá lên cảnh giới tiên đế. Thanh Hải nói, vì muốn tìm kiếm cảnh giới cao hơn mà những người chuẩn tiên đế đó đồng ý đi ngoại vực, nhưng hiệp định của hai bên đã ký kết sau khi bọn họ đi. Thì Viêm Long Tiên Đế không được ra tay với những người tu chân khác ở trái đất, hai bên lập xuống một lời thề. Bởi vậy, những cao thủ chuẩn tiên đế đỉnh phong kia liên thủ lại có thể ngăn cản được Viêm Long Tiên Đế liền biến mất, cùng đi tới ngoại vực. Nghe đến đây, Tô Thương phần nào đã rõ, khó trách lúc trước Kinh Kha nghe nói Viêm Long Tiên Đế tàn phá bừa bãi trái đất thì vô cùng kinh ngạc, vốn dĩ trái đất cũng có thực lực thật sự. Lúc đầu Tô Thương cũng cảm thấy tò mò. Nếu trái đất đã có nhiều cao thủ chuẩn tiên đế như vậy, tại sao còn không cản được một Viêm Long Tiên Đế đã bị kiềm hãm lại cảnh giới chứ, bây giờ thì mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi. Các cao thủ chuẩn tiên đế đỉnh phong kia đã trúng bẫy của Viêm Long Tiên Đế, bị lừa đi mất tiêu rồi. Anh nói những chuyện này, tôi đương nhiên đều biết cả rồi, bởi vì tôi chính là một trong 10 vị cao thủ kia. Bạch Khởi nghe vậy, trầm giọng nói, lúc đầu... Tôi chính là người đầu tiên đứng ra phản đối chuyện đi đến ngoại vực, đáng tiếc hai lão già Trương Nghĩa, Tô Tần đã bị chuyện tấn cấp lên cảnh giới tiên đế làm cho đầu óc u mê rồi, mặc kệ tôi khuyên thế nào bọn họ cũng không chịu nghe, cố chấp đi đến ngoại vực, tìm kiếm cơ duyên. Ngoại trừ tôi ra thì chỉ có sư huynh Thương Ưởng có chung suy nghĩ như tôi, thế là hai chúng tôi liền tách ra khỏi hai lão già kia. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Vốn dĩ theo như ước định thì sau khi các cao thủ chuẩn tiên đế rời đi, Viêm Long Tiên Đế không được tàn phá bừa bãi ở trái đất, cũng không được vô duyên vô cớ giết hại các cao thủ của trái đất. Nhưng Viêm Long Tiên Đế vốn chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, anh ta đúng là không giết hại ai cả, nhưng anh ta sử dụng cánh cổng thời không, đe dọa, bắt buộc tất cả các cao thủ trái đất từ cảnh giới hóa thần, độ kiếp, chuẩn tiên đế đi đến ngoại vực. Bạch Khởi nói tiếp. Có lẽ là do khởi động cánh cổng thời không nhiều lần quá thế là trái đất lại có thêm một tinh không cổ lộ, mà điểm cuối của nó chính là ngoại vực. Cứ như vậy thì Viêm Long Tiên Đế cũng bớt phiền phức đi nhiều rồi, anh ta đe dọa những người tu chân của trái đất từ cảnh giới trúc cơ trở lên, bắt buộc trong một thời gian nhất định phải đi vào tinh không cổ lộ nếu không thì sẽ giết chết không tha. Bạch Khởi lạnh giọng nói, anh ta bị khổ ước áp chế cho nên không tự mình ra tay được. Thế là anh ta liền thu phục nhiều chó săn để làm việc cho anh ta, từ đó trái đất bắt đầu rối ren, bất an. Về sau Viêm Long Tiên Đế vì muốn khống chế hoàn toàn trái đất liền liên hợp với hai tên tiên đế khác, thay đổi pháp tắc của trái đất, khiến cho trái đất sinh ra những điểm xấu.
hễ là những người tu chân ở trái đất không bước vào cảnh giới kết đan thì sẽ gặp phải điểm xấu, đau đến mức không muốn sống. Ánh mắt Bạch Khởi lạnh lẽo nói, pháp tắc này vừa được ban ra liền làm gãy đoạn truyền thừa tu chân của trái đất. Những cao thủ chuẩn tiên đế đỉnh phong may mắn sống sót như chúng tôi muốn ngăn cản lại nhưng đáng tiếc đã không còn kịp nữa rồi. Thực lực của Viêm Long tiên đế quá mạnh, cho dù chúng tôi liên hợp lại thì cũng không phải là đối thủ của anh ta. Nhưng mà, nếu như thật sự cứng đối cứng với nhau thì Viêm Long tiên đế cũng không nhẹ nhàng gì, cùng lắm thì ngọc đá sẽ cùng vỡ mà thôi. Bạch Khởi nghiến răng nói. Lúc đó sư tôn triệu tập tất cả những cao thủ chuẩn tiên đỉnh phong may mắn sống sót, cùng thương lượng kế sách, đề nghị của tôi chính là ngọc đá cùng vỡ, lấy tính mạng của chúng tôi đổi lấy bình an cho trái đất. Phàm là đệ tử của sư tôn thì đều có chung lòng nhiệt huyết, hầu như đều tán thành, nhưng lại bị sư tôn ngăn lại. Bạch Khởi nhớ lại nói, sư tôn nói, cho dù Viêm Long tiên đế chết rồi thì trái đất vẫn sẽ xuất hiện các cao thủ ngoại vực khác. Đến lúc đó, trái đất cũng không còn có ai mà dựa vào. Suy nghĩ kỹ một chút thì quả thực đúng là như vậy, do đó kế hoạch ngọc đá cùng vỡ tan tành mây khói. Viêm Long tiên đế đương nhiên cũng biết đến sự tồn tại của chúng tôi, bởi vậy nên anh ta mới cho tìm kiếm khắp nơi, nhưng chúng tôi cố ý lẩn trốn, cho nên anh ta cũng tìm không ra được. Bạch Khởi cười nhạo nói, sau đó, Viêm Long tiên đế chọc phải một ổ kiến lửa, chuyện này Tô Thương anh cũng biết đấy. Huyết ma từ ngoại vực trở về, dựa vào bí thuật đỉnh cấp mà đánh trọng thương Viêm Long tiên đế. Từ đó về sau, trận pháp bảo vệ trái đất lại được tăng cường, dự đoán là sau khi Viêm Long tiên đế hồi phục lại thì cũng không có cách gì đặt chân đến trái đất được nữa. Nói xong, Bạch Khởi nhìn sang Thanh Hải, lạnh giọng nói, nếu như những gì anh muốn nói chỉ là những thứ này thì không có tác dụng rồi, anh vẫn là phải chết thôi. Từ từ đã. Thanh Hải vội vàng nói, đương nhiên không chỉ có vậy rồi, tiền bối có điều không biết, Viêm Long tiên đế ở trái đất cũng mấy trăm vạn năm, anh ta còn từng đi tới các vùng cấm địa của trái đất, bố trí rất nhiều đường rút. Trong đó then chốt nhất chính là anh ta biết thời gian và địa điểm linh khí khôi phục lại, hơn nữa có thể để mình lúc linh khí khôi phục lại đi đến trái đất. Ồ, Bạch Khởi nhíu mày nói, anh ta đến trái đất với cảnh giới gì? Ít nhất cũng là chuẩn tiên đế đỉnh phong, thậm chí có khả năng là cảnh giới tiên đế chân chính. Thanh Hải đáp lại. Bạch Khởi tiền bối, không cần hỏi nữa, chuyện này tôi có biết rồi. Tô Thương thông qua linh hồn truyền âm nói cho Bạch Khởi biết tác dụng của Phong Khê thiếu gia. Thì ra là vậy, mượn xác trọng sinh, thú vị nha, xem ra Viêm Long tiên đế lần này thật sự muốn đánh đến cùng rồi. Bạch Khởi cười nhạo nói. Sau khi làm như vậy thì cũng coi như Viêm Long tiên đế đã từ bỏ cái cơ thể cảnh giới tiên đế của mình rồi, hoàn toàn không còn đường lui nữa. Cũng không phải. Thanh Hải nghe vậy, mở miệng nói, bố trận của Viêm Long tiên đế cũng không đơn giản như vậy, anh ta định. À, Thanh Hải đang định nói ra những gì mình biết nhưng chính ngày lúc này thì linh hồn của anh ta tự nhiên như bị nổ tung, trong nháy mắt máu từ hốc mắt hốc mũi chảy tràn ra. Tôi. Lời còn chưa nói xong thì Thanh Hải đã trực tiếp ngã xuống, đi đời nhà ma rồi. Tô Thương nhanh tay nhanh mắt, đỡ lấy cơ thể của Thanh Hải, sau khi kiểm tra kỹ càng một lượt thì lắc đầu nói, không cứu được nữa rồi, Viêm Long tiên đế răng một kết giới ở trong đầu anh ta, không chỉ đề phòng người khác nhìn trộm trí nhớ của anh ta mà ngay cả chính anh ta cũng không có cách gì để lộ ra được nửa chữ, nếu không sẽ phát động cấm chế, anh ta cứ thế chết là cái chắc. Từ đó có thể thấy. Bí thuật này rất quan trọng, Viêm Long tiên đế lẽ nào thủ đoạn khác thật sao? Bạch Khởi sắc mặt khó coi, rõ ràng anh ấy đang vô cùng lo lắng. Nếu như Viêm Long tiên đế thật sự có thể đến trái đất với cảnh giới tiên đế thì linh khí sẽ khôi phục lại như thế nào đây? Viêm Long tiên đế lúc trước làm nhiều việc như vậy chính là muốn khống chế những người tu chân của trái đất, chắc chắn anh ta sẽ không để cho linh khí được khôi phục thành công rồi. Không cần lo lắng nhiều quá. Trái đất của chúng ta cũng không phải không có cao thủ. Tô Thương lại không hề lo sợ nói, cứ xem như Viêm Long tiên đế có thể đến trái đất với cảnh giới tiên đế thì cũng không gây nên được sóng gió gì. Tin tưởng tôi đi, trái đất cũng có nhiều bố trận lắm, cũng không để cho anh ta thành công đâu. Sở dĩ Tô Thương nói như vậy là vì ngoại trừ Kinh Kha ra thì vẫn còn một nguyên nhân khác. Anh xem như đã rõ rồi,
mặc dù cậu chủ của Bạch Khởi là Long Tổ hay là chính mình lúc trước đều có thể quang minh chính đại ngăn cản lại được Viêm Long Tiên Đế. Nhưng Long Tổ và Huyền Thiên Tiên Đế lại không làm như vậy. Mặc kệ bố trận của bọn họ là gì nhưng mà một tên Viêm Long Tiên Đế cũng chưa đủ để làm rung chuyển trái đất này. Bạch Khởi cũng nghĩ tới điểm này, sắc mặt có đỡ hơn một chút, sau đó liền nói, Tô Thương, tên Phong Khê thiếu gia lúc nãy đã chạy mất rồi, chắc hẳn là do anh cố ý thả ra đúng không, anh muốn dụ Viêm Long Tiên Đế tới, sau đó để Kinh Kha đối phó với anh ta. Đúng là kế hoạch như vậy. Tô Thương không hề giấu giếm, khẽ cười nói Kinh Kha bị nhốt dưới núi Cửu Phong, trạng thái không được tốt, nếu như muốn để ông ấy ra ngoài thì sớm muộn gì cũng có một ngày lại nhập ma. Đến lúc đó, trái đất sẽ sinh linh đồ thán, thà rằng như thế thì để ông ấy chạm mặt với Viêm Long Tiên Đế. Tô Thương nói tiếp, nếu như ông ấy có thể đồng quy vu tận với Viêm Long Tiên Đế, thì cũng coi như đã làm được một việc tốt cho trái đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 58.